trái đất. Ở một thời điểm nào đó trong cuộc sống ngắn ngủi này, tất cả chúng ta sẽ quay vào bên trong và suy ngẫm về bản chất của trái đất nơi chúng ta sinh sống. Từ khi còn bé, chúng ta được dạy về trái đất, mặt trời, mặt trăng và không gian. Chúng ta học về hệ mặt trời và các hành tinh trong đó. Chúng ta học về dải ngân hà và sự rộng lớn vô tận của không gian vũ trụ. Và chúng ta chấp nhận những lời dạy này như sự thật hiển nhiên và cứ thế tiếp tục cuộc sống bận rộn hàng ngày của mình. Một ngày, tôi đã quyết định rằng tôi muốn biết nhiều hơn về thế giới và vũ trụ của chúng ta. Tôi muốn biết mọi thứ, vì vậy tôi đã bắt đầu đào bới. Nhưng ngay lập tức tôi bắt đầu va phải những thứ khiến tôi dừng lại và suy nghĩ. Đây là một ít trong số những thứ đó. Bạn có biết quả đất hình cầu của chúng ta đang xoay trong vũ trụ với vận tốc hơn 1.000 dặm trên giờ? Và trái đất xoay xung quanh mặt trời với vận tốc trên 67.000 dặm một giờ, khiến chúng ta di chuyển qua dải ngân hà trên 500.000 dặm một giờ. Và trong suốt lúc đó, dải ngân hà cứ mở rộng với tốc độ ánh sáng cỡ khoảng 670 triệu dặm một giờ. Nghe choáng cả váng phải không? Ấy vậy mà không một con người nào trên trái đất có thể thực sự cảm thấy sự chuyển động này. Chúng ta có thể cảm nhận chuyển động khi đi tàu lượn, tàu cao tốc. Chúng ta thấy say xe và khi rơi xuống, toàn bộ cơ thể cảm thấy rộn rã. Nhưng chúng ta chẳng thấy được một chút nào của hành trình hàng ngày của trái đất trong vũ trụ bao la. Điều này thật kỳ cục. Tất cả chúng ta đều nhìn thấy những hình ảnh của trái đất từ không gian. Năm 1972, NASA tung ra hình ảnh toàn bộ trái đất đầu tiên được nhìn từ ngoài không gian với tên gọi đá ma bồ xanh. Ai cũng chỉ thấy trầm trồ trước hình dạng cầu hoàn mỹ của nó và cảm thấy một sự rộng lớn muôn trùng của hư vô tĩnh lặng bao quanh đá ma bồ xanh. Nhưng bạn có biết rằng bức ảnh đá ma bồ xanh và mọi bức hình trái đất sau đó do NASA tung ra đều là ảnh dựng từ dữ liệu và hiệu chỉnh trong Photoshop? Chẳng có một bức ảnh toàn diện của trái đất nào nhìn từ không gian cả. Ai mà nghĩ được thế cơ chứ? Và rồi đến lực hấp dẫn. Einstein lý thuyết hóa rằng lực hấp dẫn tồn tại nhờ vào sự cong của không gian, bởi sự hiện diện của một vật thể có khối lượng khổng lồ, và đó là lực giúp giữ chúng ta đứng trên mặt đất. Cái gì tung lên sẽ rơi xuống, và lực hấp dẫn mạnh tới mức nó có sức mạnh để giữ cho mọi đại dương gắn chặt vào trái đất và để bẻ cong chúng, ôm lấy hành tinh đang xoay tròn của chúng ta. Nhưng tuy nhiên, nó không đủ mạnh để giữ những chú chim khỏi bay lượn trên bầu trời, để ngăn những sợi lông vũ lơ lửng trong không khí và bóng bay bay lên cao. Tôi đoán là lực hấp dẫn thích chọn lựa. Khi tôi càng nhìn vào vũ trụ và vật lý, tôi càng có nhiều câu hỏi. Và tôi biết rằng ai đó thông minh hơn tôi rất nhiều ngoài kia sẽ có câu trả lời. Nhưng không chỉ có không gian khiến tôi say mê, tôi còn muốn học về sinh học và địa lý, bản chất của thế giới. Và một lần nữa, khi tôi đắm chìm vào bể học, tôi đã tìm thấy những thứ còn kỳ cục hơn, như muốn đánh đố tôi. Thưởng thức sinh học nói rằng các tế bào sống bao gồm chủ yếu bởi hydro và carbon, và nước bao gồm chủ yếu là oxy và hydro. Nhưng các nhà sinh học đã tìm thấy những điều dị thường nhất ở các cực của trái đất. Họ thậm chí còn hỏi các nhà sinh học Xô Viết. Họ đã tìm thấy một lượng nước phi tự nhiên đóng trong băng và một tỷ lệ phần trăm cao bất thường carbon dioxide trong các đại dương của thế giới. Có rất nhiều nước, tuyết và băng trên trái đất. Bạn có biết điều lạ lùng này nói lên điều gì không? Nó nói với chúng ta về một vụ hỏa hoạn toàn cầu vĩ đại trong lịch sử của trái đất mà ở đó các nhà sinh học cho rằng đã lấy đi 99% sinh quyển của thế giới. Điều khiến tôi thực sự băn khoăn là con số 99 có nghĩa là mọi thứ sống trên trái đất bây giờ có số lượng giảm đi 20.000 lần và khối lượng sinh hóa của mọi sinh vật sống hiện nay ít hơn rất nhiều so với trước ngọn lửa đó. Đợi đã, cái gì cơ? Trông các sinh vật sống như thế nào trước cơn hỏa hoạn đó? Chẳng nghi ngờ gì nữa rằng chúng ta có thể có rất nhiều lợi ích từ một nghiên cứu khoa học chuyên sâu về vấn đề này. Nhưng bạn có biết Nam Cực là châu lục duy nhất trên trái đất thực sự không thuộc về một ai? Và năm 1959, các quốc gia trên thế giới đã ký một hiệp ước Liên Hợp Quốc để đảm bảo rằng không quốc gia nào được tuyên bố sở hữu châu Nam Cực. Hiệp ước ngăn cấm và điều hành tất cả các hoạt động toàn cầu trên lục địa này. Đợi đã, từ khi nào mà bất kỳ quốc gia nào lại từ bỏ động cơ sở hữu và khai thác một vùng đất bất kỳ trên trái đất này vậy? Tôi tiếp tục nghiên cứu và nó mở ra hết câu hỏi này đến câu hỏi khác.
Có những thứ đơn giản là không hợp lý với tôi và có vẻ như rất nhiều mảnh ghép của một bức tranh lớn hơn đang bị sót hoặc chỉ là chưa được trả lời. Và rồi, tôi bắt gặp một thứ lố bịch và ngớ ngẩn, khiến tôi không biết nên cười hay nên tức điên lên nữa. Xin giới thiệu Cộng đồng Thế giới Phẳng. Một nhóm những cá nhân đồng chí hướng với giả thuyết rằng trái đất thực ra không phải hình cầu trong một vũ trụ rộng lớn không ngừng biến đổi, mà là một cỗ máy bay đứng im và mặt phẳng. Đầu tiên tôi nghĩ đây là trò đùa, hoặc một kiểu chủ nghĩa tạo hóa đậm chất tôn giáo phủ nhận tiến bộ khoa học. Nhân loại đã sống trong những thời kỳ đen tối bao nhiêu năm, và chúng ta cuối cùng đã có khoa học cấp tiến, khách quan giúp chúng ta vươn lên để hiểu những điều thần bí. Và rồi những kẻ tin rằng trái đất phẳng nghĩ là họ được tuyên truyền mấy cái thứ lý thuyết phản khoa học này à? Nhưng dù sao, tôi nghĩ mình cứ xem họ nói gì trước khi loại bỏ nó đi hoàn toàn. Thật ra, tôi chỉ là muốn chút giải trí cho đỡ buồn thôi. Nhưng bạn thấy không, bất chấp mọi sự hoài nghi và mong muốn lật tẩy và chế giễu những người tin vào trái đất phẳng, những gì tôi tìm thấy thực sự đáng kinh ngạc. Tôi cuối cùng đã tìm thấy một thứ thách thức những hiểu biết khoa học của tôi về thế giới, không chỉ bằng lý thuyết, mà cả những chứng cứ khoa học vững chắc. Tôi muốn chia sẻ điều này với bạn. Hãy cùng tôi đi xuống hang thỏ này để khám phá xem trái đất của chúng ta có thực sự là một cỗ máy bay phẳng đứng im hay không. Tôi chỉ xin một điều trước khi chúng ta bắt đầu. Hãy giữ một tư duy mở cho đến cuối chuỗi video này và hãy đặt câu hỏi về tất cả mọi thứ. Tôi hứa với bạn, đến cuối cùng, bạn chắc chắn sẽ đồng ý rằng mọi thứ chúng ta được nói về hành tinh của mình không thực sự như những gì chúng ta tưởng. Bạn thậm chí có thể thấy rằng toàn bộ góc nhìn của bạn về thế giới cũng thay đổi như tôi đã từng vậy. Và tôi cảnh báo trước là hang thỏ này sâu đấy, và có lẽ có lúc khá khó đi, nhưng chúng ta cứ đi từng bước một. Và này, ai biết được, có khi chúng ta lại gặp được Alice trên đường đến Wonderland thì sao? Hãy theo tôi đến phần 2 của chuyện cục đất gì vậy. Đây là một bức ảnh đẹp của Alex Gleason năm 1892, bản đồ tiêu chuẩn mới của thế giới được chiếu tại Đại học Modern ở Blackheath, Anh Quốc. Nó ghi ở góc trên của tấm bản đồ rằng nó chính xác một cách khoa học và thực tế. Cách mà tấm bản đồ này khác biệt đáng kể so với những bản đồ tiêu chuẩn của thế giới là ở việc nó thể hiện các cực. Như bạn thấy, so sánh ở đây với bản đồ thế giới thông thường, khác biệt chủ yếu trong bản đồ Gleason là rằng cực Bắc lại thật ra nằm ở chính giữa của trái đất. Và khi nhìn lần đầu, cực Nam, vốn được biết với tên gọi Châu Nam Cực thì không thấy. Nhưng nhìn kỹ hơn, bạn nhận ra Châu Nam Cực thật ra là có và chiếm đa số diện tích đất trên bản đồ Châu Nam Cực. Và bản đồ Gleason là một vòng tròn băng bao quanh toàn bộ vòng ngoài chu vi của trái đất. Bản đồ Gleason đã trở thành một tài liệu lịch sử kinh điển của những người trái đất phẳng. Nhiều người thường đăng bức ảnh này lên Internet và coi nó là một bằng chứng vững chắc bác bỏ mô hình nhật tâm của trái đất. Hay nói cách khác, chứng minh rằng trái đất không phải là một quả cầu xoay, mà là một cỗ máy bay phẳng, tròn và tĩnh. Điều này không đủ bằng chứng cho tôi, và trong khi tôi thiên về ý tưởng của một bức tường băng bao quanh khổng lồ, tôi biết rằng chúng ta có một khối lượng khổng lồ những bằng chứng chứng minh sự tồn tại của các hành tinh hình cầu trong vũ trụ, và toàn bộ các môn khoa học chuyên vào giải quyết các phương trình toán học vật lý. Ý tôi là, vì Chúa, chúng ta đã đặt chân lên mặt trăng cơ mà. Chắc chắn nếu trái đất phẳng và tĩnh thì ai đó phải nhận ra rồi chứ. Những linh hồn dũng cảm đã làm những điều không tưởng. Họ đã bay lên mặt trăng, họ hạ cánh và bước cẩn trọng những bước chân đầu tiên và còn cắm cờ Mỹ trên đó. NASA đã gửi nhiều phi hành đoàn lên mặt trăng trong các nhiệm vụ Apollo tiếp theo. Họ thậm chí còn xoay sở để quay phim Apollo 17 rời khỏi mặt trăng. Được rồi, chuẩn bị xử lý. 99 phần rồi. 3, 2, 1. Nhưng đợi đã, gượng đã. Nếu đây là cảnh phi hành đoàn rời khỏi mặt trăng và thực hiện chuyến hành trình trở lại trái đất, thì họ đã bỏ lại ai để quay phim và cất cánh? Và đợi đã, bạn có nghĩ rằng cái cảnh cất cánh này trông có vẻ giả không? Tôi chưa thấy bất kỳ tên lửa nào lại tạo ra những màu sắc chói lọi như thế này.
Và tôi cho rằng họ đã thừa nhận rằng họ đã mất tất cả các dữ liệu của họ từ nhiệm vụ đó. Nhưng có lẽ đó chỉ là sự trùng hợp. Tôi bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về NASA một chút, và những gì tôi thấy thật là sốc. Tôi có thể nói một cách chắc chắn rằng NASA thực sự đang nói dối thế giới, và đã nói dối kể từ khi thành lập vào năm 1958. Nhưng đừng nghe lời tôi, vì đôi khi bạn không thể nói cho mọi người biết sự thật. Bạn phải cho họ xem. Vì vậy, hãy để tôi chỉ cho bạn, thắt dây an toàn vào và ngồi thật chặt, vì Houston có vấn đề lớn rồi. Ok, ở đây có một vấn đề lớn với tấm hình đá marble xanh, và tôi sẽ phóng to ở đây để cho các bạn thấy vấn đề là gì. Đây đều là hình ảnh ghép mà tôi không đánh giá cao kỹ năng Photoshop của họ lắm, bởi vì họ sử dụng công cụ clone trong Photoshop để nhân bản các đám mây. Đám mây này là bản sao của đám mây này. Các bạn thấy hình thù không? Rất giống nhau. Hình thù y hệt nhau. Những đám mây này ở đây đặt cạnh nhau. Đây, bạn có nhìn thấy đám hình chữ W này không? Nó được copy ra đây. Cái mây này giống y hệt cái mây kia. Đây nữa, bạn xem. Hai đám mây y hệt nhau. Và cũng chính đám mây đó ở bên kia của trái đất. Đoạn này làm ẩu quá. Nhìn đây này. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hình dạng đám mây y hệt nhau. Hai cái này cũng thế, giống y hệt nhau. Đây nữa. Ý tôi là thật ư? Bạn đang nói với tôi rằng chúng ta có thể chụp ảnh mộc tinh và thổ tinh, các hành tinh to, khổng lồ, và bây giờ chúng ta sắp chụp diêm vương tinh. Nhưng chúng ta không có một bức ảnh ra hồn về trái đất từ không gian, mà không phải là do dựng lại trong Photoshop ư? Hãy nhìn vào tấm hình ngay đây. Bức ảnh được cho là chụp trong cùng nhiệm vụ và được chụp bởi cùng cái người đã chụp tấm hình nổi tiếng nhất của trái đất. Tôi sẽ save image as. Và xem nào, tôi sẽ đặt tên là Apollo Moon 17. Và tôi sẽ mở nó ra bằng Photoshop. Và nếu trong các bạn có ai nghĩ rằng khó khăn kỹ thuật này là do được lên kế hoạch và nghĩ rằng tôi đang lừa các bạn, thì các bạn hãy tự làm điều đó, bởi vì các bạn sẽ thấy điều tương tự thôi. Tôi không có gì phải giấu ở đây cả. Cái này đang phát trực tiếp rồi. Và tôi sẽ zoom vào trái đất trong Photoshop. Bạn nhìn thấy trái đất chưa? Sau đó tôi vào hình ảnh, chọn điều chỉnh level sáng. Và tôi sẽ tăng level lên ở đây. Cái gì đây? Tại sao lại có một hộp hình vuông xung quanh trái đất, được cho là chụp bởi các nhà khoa học trên mặt trăng trong nhiệm vụ Apollo 17? Người ta thắc mắc tại sao tôi không tin vào NASA. Thì đây là lý do tại sao tôi không tin NASA. Lại là một ví dụ khác về không gian vũ trụ giả mạo từ NASA. Hãy xem ở đây hình ảnh được cho là của Jupiter, sao Mộc, không có gì hơn là một tấm ảnh CGI giả tạo. Các cực quang được cho là hướng về phía Bắc. Hãy xem ở đây. Lại một lần nữa, trang web chính thức của NASA tuyên bố Hubble chụp được những cực quang sống động trong bầu không khí của Jupiter. Vấn đề là ở đây. Đây là ngày 30 tháng 6 năm 2016. Và hãy xem cái này. Một cái gọi là hình ảnh chính thức của Jupiter. Cái này là từ năm 2014. Bạn nhận ra vấn đề không? Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn hai hình ảnh được cho là của Jupiter do NASA cung cấp. Vấn đề chính là ở đây. Một lần nữa, đây là 2016. 2014, có gì khác ở đây? Cái khác là họ đã thêm vào cực quang được cho là ở phía Bắc, mà chả khác gì là một cây thông Noel. Thả cho tôi đi mà. Hãy xem ở đây. Ý tôi là tất cả các đám mây đều ở cùng một vị trí chính xác. Chỉ là hình ảnh năm 2016 là một chút. Tôi muốn nói là tối hơn, nó sáng hơn một chút vào năm 2014. Đây, đặt cạnh nhau luôn. Mọi người thấy NASA đang làm trò gì không? Toàn những thứ giả mạo. Mệt mỏi vãi. Thật là xúc phạm người xem. Thành thật mà nói, mọi người có thể nói là thật, bởi vì nó trông nó rất giả.
Rõ ràng ngay lập tức nhận ra cách họ làm điều đó, và đó chỉ là công nghệ trò chơi điện tử. Bây giờ nếu bạn là một phần của đội lập trình viên hoặc dân công nghệ, thì bạn đã biết về công nghệ này rồi. Và vì vậy, hãy đến với video đã khiến tôi để ý và bạn sẽ thấy những điều tương tự như tôi đã thấy. Hãy cùng xem. Chúng tôi phải giới thiệu khái niệm về sự rơi tự do. Vì vậy, chúng ta hãy sử dụng mô hình này của trái đất và người bạn tốt của trái đất. Bạn có thể biết cô ấy. Nào, những điểm quan trọng về video này là: thứ nhất, nó được phát trực tiếp cho trẻ ở trường. Thứ hai, chúng ta thấy con thú nhồi bông này đang chuyển tiếp trên một nguồn video khác, và diễn viên có thể với tay lên và nắm lấy con thú bông trong không gian 3D thực và điều khiển nó bằng tay. Vậy, cách duy nhất bạn thực hiện được điều đó là sử dụng một công nghệ. Và công nghệ đó là thực tế ảo. Quan trọng hơn nữa, nó là một thứ gọi là thực tế ảo tăng cường. Nó giúp lấy các đối tượng trong không gian 3D từ một thế giới thực tế ảo và đưa chúng vào thế giới của chúng ta trên một màn hình khác, mà nhờ đó chúng ta có thể nhìn thấy, thao tác và chạm vào bởi điểm kết nối của các lớp lang thực tế ảo. Trong phân đoạn tiếp theo này, tôi sẽ cho các bạn thấy cách NASA lấy các đối tượng trong không gian 3D, xoay chúng xung quanh và điều khiển chúng. Họ có thể làm điều này với nước, với vải, bất cứ thứ gì. Và điều thú vị về nó là chúng ta có thể dùng những gì họ làm, những gì họ thấy với ống kính tăng cường thực tế ảo tiếp xúc của họ và đặt nó trên một layer video riêng biệt trực tiếp. Vâng, trực tiếp và tất cả đều trong thời gian thực. Ồ, 45 phút liền, toàn là NASA làm trò với thiết lập thực tế ảo. Tôi đã cố gắng chọn một số clip rõ ràng và một số không quá rõ ràng để cho các bạn thấy một số điểm kết nối. Chúng ta sẽ thấy Tim Peak với những điểm kết nối của ông ta. Đây là các điểm kết nối thực tế ảo được phủ lên mắt để các diễn viên có thể tương tác với những vật thể trong không gian 3 chiều. Tất cả đều trong thời gian thực. Trong cảnh quay tiếp theo này, chúng ta sẽ thấy toàn bộ thiết lập phần cánh tay và cái găng tay thực tế ảo che đi toàn bộ cánh tay và bàn tay. Điều này cho phép phần mềm phát những gì chúng ta thấy qua video là như thể toàn bộ cánh tay ông ta nằm trong ống tay áo. Được rồi, lại là Tim Peak, nhưng ở đây, hệ thống này bị trục trặc và phần mềm không theo được bàn tay của ông ta một cách chính xác, và Tim trượt tay xuống bên dưới, và các ngón tay khác đang giữ chặt micro, mà điều này là không thể. Tôi không nghĩ đây là lỗi của Tim. Bình thường thì Tim luôn di chuyển các ngón tay khác của mình lên trong lúc trượt bàn tay kia của mình xuống dưới. Tôi chỉ nghĩ rằng hệ thống đã không phản hồi chuẩn theo các chuyển động của ông ta ở đây. Đây lại là thực tế ảo. Họ đang đeo kính áp tròng tăng cường để có thể tương tác với các vật thể 3D này. Bây giờ trong cảnh này, anh chàng bên trái mặc áo xanh lá. Anh ta nghĩ rằng anh ta nhìn thấy một vật thể trong không gian 3 chiều đang được phát sóng cho anh ta, nên anh ta chụp lấy nó và đặt nó sang một bên. Anh ta đang nhìn thẳng về phía trước vì anh ấy đang nhìn vào một vật thể đang quay ngay trước mắt mình, nhưng kênh video bị gián đoạn. Đáng lẽ chúng ta cũng nhìn thấy vật thể mà anh ta thấy, nhưng mà không. Tóm lại, tôi thấy đây là một ngày tồi tệ vô cùng, tồi tệ đối với NASA và màn phát trực tiếp này. Vâng, nhiều lần trong các chuyến đi bộ ngoài không gian bên ngoài trạm vũ trụ quốc tế, chúng ta có thể thấy các bọt khí bay lên. Ông có thể giải thích làm sao lại có bong bóng khí trong không gian được không? Anh có thể cụ thể hơn được không? Bọt khí à? Vâng, kiểu như có rất nhiều lần trong các thước phim từ NASA, có thể thấy bong bóng trào ra từ mũ bảo hiểm hoặc kiểu như từ bên dưới người của ông. Làm thế nào ông giải thích được các bong bóng trong không gian? Vâng, tôi không chắc chính xác những gì bạn đang nói. Bạn có thể, bây giờ đôi khi bạn bị dính nước vào mũ bảo hiểm, hoặc nó có thể là do mồ hôi, bạn biết đấy, hoặc từ bộ đồ làm mát, hoặc trong một số lần đi bộ ngoài không gian của tôi đã có nước trong mũ bảo hiểm. Không phải là tôi sẽ chết đuối trong mũ bảo hiểm, nhưng có lẽ là một ít nước chảy ra từ mồ hôi. Thường xuyên ở bên ngoài trạm vũ trụ, bạn biết đấy, giải phóng những mảnh nhỏ. You know,
Bạn nên biết rằng ngoài đó là một môi trường thực sự khắc nghiệt và bên ngoài trạm vũ trụ bị đập phá rất mạnh. Và đôi khi bạn biết, bạn sẽ thấy những mảnh nhỏ sơn hoặc thứ gì đó mà bạn có thể làm chảy ra khỏi từ bộ đồ. Và bạn biết đấy, đó là những gì thường thấy. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ một bong bóng khí ở bất cứ đâu. Hay là do quay phim trong một hồ bơi dưới nước và ông không thực sự ở trong không gian? Tại sao ông không dám thề trước Kinh Thánh rằng ông đã đi bộ trên mặt trăng? Ông là người đã nói rằng ông đã đi bộ trên mặt trăng khi thực chất thì không. Ông là một kẻ hèn nhát và dối trá. Và sau đó là cái này. Nghiên cứu chính thức của NASA về động lực học của một chiếc máy bay hoạt động trên một trái đất phẳng và không quay. 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 Cái gì? Tôi biết NASA có ngân sách khổng lồ hàng tỷ đô la, nhưng tại sao tổ chức này lại lãng phí tài trợ cho nghiên cứu một chiếc máy bay hoạt động trên một trái đất phẳng và đứng yên? Tôi nghĩ chúng ta đã sống trên một quả địa cầu quay trong không gian. Điều này không giống như Toyota thiết kế một chiếc xe mới có thể lái qua dung nham. Nó sẽ không bao giờ được sử dụng và rất lãng phí tiền bạc. Đây đều sẽ như một trò buồn cười cho đến khi bạn thực sự bắt đầu suy ngẫm về những lời nói dối của NASA. Tại sao tổ chức không gian lớn nhất có tuyên bố về tầm nhìn trên trang web của họ rằng mục tiêu của họ là khám phá và mở rộng kiến thức vì lợi ích của nhân loại lại nói dối? Và chính xác thì ngân sách hàng năm nhiều tỷ đô la của họ đi về đâu? Trong 5 năm qua, tổng ngân sách hàng năm từ 2016 đến 2020 của NASA là hơn 100 tỷ đô la. Tại sao họ lại thực hiện những hành động gian dối như vậy nếu họ muốn mang lại lợi ích cho nhân loại bằng sự hiểu biết và khám phá không gian của họ? Và nếu chúng ta không thể tin tưởng vào tổ chức không gian nổi tiếng nhất để cho chúng ta biết sự thật, thì liệu trái đất có thực sự là những gì chúng ta được để cho tin là không? Và sau đó tôi nhớ đến Hiệp ước Liên Hợp Quốc năm 1959 đã cấm và điều chỉnh mọi hoạt động toàn cầu trên lục địa Nam Cực và đảm bảo rằng lục địa này không thuộc về quốc gia nào. Với bản đồ Gleason trong đầu, tôi bắt đầu tự hỏi liệu Nam Cực có thực sự là những gì chúng ta đã được bảo hay không? Đó có thực sự là một thiên đường hoang sơ băng giá trắng xóa, nơi mà như ngài David Attenborough nói, có những chú chim cánh cụt chơi đùa trong tuyết, liệu nó thực sự có thể là một bức tường băng khổng lồ bao quanh toàn bộ trái đất? Và sau đó, một cái gì đó đã chợt lóe sáng và chặn tôi lại trong cái bẫy của chính mình. Làm thế nào mà tôi không nhận thấy? Nó đã nhìn chằm chằm vào mặt tôi suốt thời gian qua. Bản đồ của Gleason ẩn hiện trong tầm nhìn dễ thấy trong logo của Liên Hợp Quốc. Nhìn này, cực Bắc nằm ở trung tâm giống như bản đồ Gleason. Và tại sao châu Nam Cực lại bị thiếu? Hay có thật là vậy? Khi kiểm tra kỹ hơn, tôi nhận ra rằng logo được đóng khung trong một vòng nguyệt quế hình tròn. Tôi biết từ thần thoại Hy Lạp cổ đại rằng lá nguyệt quế tượng trưng cho Apollo. Apollo, một lần nữa, giống như các nhiệm vụ trên mặt trăng. Trong La Mã cổ đại, nguyệt quế không được phép sử dụng cho mục đích báng bổ và việc đốt nó bị nghiêm cấm. Và tôi biết từ Hiệp ước rằng Liên Hợp Quốc đã nghiêm cấm việc khám phá và khai thác Nam Cực. Có một thông điệp trong này. Tôi bắt đầu tìm hiểu và sau đó tôi nhận ra rằng không chỉ Liên Hợp Quốc có biểu tượng này mà còn có Tổ chức Hàng hải Quốc tế, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế và Tổ chức Y tế Thế giới. Tổ chức Hàng hải phân định vùng biển và Tổ chức Hàng không phân định bầu trời.
Tổ chức Y tế Thế giới kiểm soát tất cả các thông tin liên lạc và hướng dẫn về sức khỏe và bệnh tật cho thế giới, giống như tổ chức này đã làm trong đại dịch COVID. Liệu quân đội của Liên Hợp Quốc đã thực sự giám sát Nam Cực với hàng hải và hàng không, hay đó chỉ là một hiệp ước độc đoán tôn vinh nơi hoang sơ cuối cùng trên trái đất? Đây là tàu khu trục hải quân. Nó sẽ nhường. Nó sẽ nghĩ rằng, này cô em, tốt hơn hết đừng vượt cung của anh. Dừng đi Josh. Tôi thấy họ nghiêm túc đấy. Họ nói gì? Anh phải đầu hàng đi. Không thể cứ thế mà anh không nhường là họ phạt đấy. Cứ để xem họ nói gì. Cái bộ đàm này liên lạc được không? Đương nhiên rồi. Nó quay đầu kìa. Dừng lại đi. Nó đang quay lại đây đấy. Tôi nói thật đấy. Chết rồi, làm gì bây giờ? Lạ quá Josh. Nó đang chậm lại kìa. Tôi nghĩ chúng ta gặp rắc rối rồi. Vì cái gì cơ chứ? Nó đang tiến lại đây đây này. Tàu kia hãy dừng lại. Đây là tàu chiến Hobart. Hobart 167. Đây là khu vực cấm. Chúng ta chỉ đi câu cá thôi mà. Tàu hư kia, đây là tàu chiến Hobart. Các anh đang vận hành trong khu vực hàng hải cấm. Chúng tôi cần các anh rời khỏi đây ngay lập tức. Hôm nay với chiếc Cessna này và lực lượng bảo vệ không quân, tôi sẽ ở bên trong chiếc Cessna này và chúng ta sẽ trở nên bất hảo. Chúng ta sẽ bay vào vùng cấm bay đó và chúng ta sẽ xem lực lượng phòng không quốc gia thực hiện điều đó như thế nào. Họ xếp dồn máy bay chiến đấu vào, bay hàng dặm và hàng dặm cho đến khi... Ok, chúng ta mới bước vào vùng cấm bay. Các phi công của chúng tôi không nói chuyện với kiểm soát không lưu mà bỏ qua các cuộc gọi đến cho họ để tiến sâu. Điều đó gây ra báo động tại căn cứ không quân của lực lượng bảo vệ quốc gia. Những phi công máy bay chiến đấu đang tất tả chạy đến máy bay phản lực của họ. Họ đang trong tình trạng cảnh giác và sẵn sàng hành động 24 giờ một ngày với những con F-16 của họ. Leo lên máy bay và lao ra đường băng. Cất cánh để đánh chặn chiếc Cessna hư hỏng của chúng ta. Tiếp cận mục tiêu chỉ trong vài phút. Đây là cảnh từ F-16. Đó là chiếc Cessna của tôi ngay đó. Đáng sợ như anh nghĩ đấy. Hãy nhìn xem, nó đang đi đúng hướng của ta. Một con F-16 đang liệng vào từ bên phải của chúng ta, gọi chúng tôi trên sóng radio hàng không. Bạn đang bị chặn lại. Nếu bạn nghe thấy truyền thông này, hãy xác nhận cuộc gọi qua radio và lắc cánh. Anh ta muốn chúng tôi xác định danh tính. Chúng tôi là một máy bay bất hảo, nhớ không? Để cho các bạn thấy, chúng tôi sẽ không trả lời gì cả. Các bạn được yêu cầu quay về phía Tây Bắc. Chiếc máy bay chiến đấu đưa ra lời cảnh báo cuối cùng cho chúng tôi. Nếu cuối cùng phi công vẫn không nghe, máy bay sẽ không rời khỏi vùng trời. Liệu anh sẽ bắn hạ chứ? Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ thực hiện các quy tắc giao chiến theo chỉ huy của Bộ Chỉ huy Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ. Và vâng, chúng tôi sẽ làm điều đó. Nếu điều đó đáp ứng các quy tắc giao chiến, chúng tôi sẽ bắn, bảo vệ vùng trời. Tại sao họ lại canh giữ các đường biên của Nam Cực một cách tỉ mỉ như vậy? Chắc chắn rồi, họ chỉ đang bảo vệ những chú chim cánh cụt và hải cẩu mà chúng ta đã thấy rất thường xuyên trong các bộ phim tài liệu về trái đất và hành tinh đóng băng. Tôi không biết nữa, tôi không chắc về điều gì nữa, vì sau khi tôi thấy được thứ này. Thank you.
Một bức tường băng khổng lồ trải dài, dường như dài hàng trăm dặm. Tôi không biết bạn thế nào, nhưng tôi thấy cảnh quay này vô cùng đáng lo ngại. Khi nhớ đoạn live của NASA trong tâm trí và bức tường băng vĩ đại kia lờ mờ ở phía xa, tôi bắt đầu trải nghiệm cái mà một số người gọi là sự bất hòa về nhận thức. Tôi lâm vào cảnh chối bỏ. Tất nhiên là không có thứ nào trong số những thứ này là đúng được cả. Và tất nhiên trái đất của chúng ta là một quả địa cầu quay như chúng ta đã được dạy trong suốt cuộc đời mình. NASA nói dối đã đành, nhưng tất cả các giáo sư, các nhà khoa học nói dối, rồi kênh địa lý quốc gia nói dối. Vậy còn Newton, Einstein, Hawking và Attenborough, họ cũng đang nói dối à? Đó là một câu trả lời phức tạp và tôi sẽ cố gắng hết sức để cho bạn thấy sự thật. Nhưng trước khi chúng ta xem xét những người gác cổng tri thức và những tiếng nói đáng tin cậy trên thế giới của chúng ta, tôi cần cho bạn thấy nhiều hơn về trái đất của chúng ta. Tôi chưa muốn bạn bỏ đi. Hãy cùng tôi đến với phần 3, nơi chúng ta sẽ khám phá một số cách mà trái đất của chúng ta có thể hoạt động tốt như một mặt phẳng và đứng yên. Nhưng toàn bộ điều này, nó chỉ là một triệu chứng của một vấn đề lớn hơn. Có một làn sóng chống đối trí thức đang gia tăng ở đất nước này. Nó có thể là sự khởi đầu của sự kết thúc nền dân chủ được thông báo của chúng ta. Tất nhiên, trong một xã hội tự do, bạn có thể và nên nghĩ bất cứ điều gì bạn muốn. Và nếu bạn muốn nghĩ rằng thế giới là phẳng, thì cứ việc. Trái đất này không phẳng. Và nhân tiện thì, cái này gọi là lực hấp dẫn. Sẽ là một thử nghiệm thú vị khi nói với ai đó mà bạn biết rằng bạn không còn tin vào việc vũ trụ và trái đất của chúng ta là một quả cầu quay khổng lồ trong không gian. Hãy tự mình thử mà xem. Tôi đảm bảo họ sẽ nói với bạn rằng bạn bị điên, hoặc ít nhất là nhìn bạn như thể bạn đang mất trí. Điều thú vị nhất là khi bị thách thức, các tín đồ quả cầu thực sự sẽ không thể cung cấp cho bạn bằng chứng thực nghiệm vững chắc dựa trên kinh nghiệm trực tiếp của họ rằng trái đất thực sự là một quả cầu quay lớn. Có ai trong chúng ta có thể tận mắt chứng minh bằng cuộc sống hàng ngày của chúng ta về sự cong hoặc chuyển động của trái đất trong hệ mặt trời không? Không, chúng ta không thể. Và có ai trong chúng ta có thể nói rằng chúng ta đã nhìn thấy các hành tinh trong quỹ đạo của chúng và vũ trụ đang mở rộng bằng mắt của mình không? Không. Lại một lần nữa, chúng ta không thể. Thường là để đáp lại với kẻ điên, nói với họ rằng trái đất là phẳng, họ sẽ trả lời bằng cách 1. Đưa ra những hình ảnh về trái đất như do NASA đưa ra. Họ sẽ nói, thôi nào, ai mà chẳng biết không gian tồn tại. Và nói với bạn rằng, vô số giáo sư đã dành cả cuộc đời của họ để nghiên cứu về vấn đề này. Đến một lúc nào đó, có lẽ một sự nhấn mạnh về sự tồn tại của lực hấp dẫn sẽ xuất hiện trong cuộc trò chuyện. Nhưng bạn thấy đấy, những gì thực sự đang xảy ra khi ai đó tỏ ra rất ngoan cố với một quan điểm khác về trái đất không phải là kết quả của năng lực đầu óc của người đó. Nếu người đó đã từng ngồi xuống nói chuyện với chị gái đang mang thai của họ và nói chị không phải là phụ nữ và chị không mang thai, thì đó là một tuyên bố đáng nhận phải phản ứng, vì hiện đang có bằng chứng thực nghiệm rõ ràng về việc cô ấy mang thai. Hãy biết điều gì sẽ xảy ra khi thách thức một người về trái đất, bởi đó là một trận chiến chống lại lập trình của họ. Lập trình này là một ma trận bắt nguồn từ sâu xa và được thiết lập vững chắc, mà được cố ý xây dựng khi chúng ta vẫn còn là những đứa trẻ sơ sinh. Trước khi chúng ta rời trường tiểu học, trải nghiệm thực tế của chúng ta về thế giới phẳng và tĩnh này đang chậm rãi bị xóa bỏ và dần dần bị thổi phồng lên thành ý tưởng hình cầu cồng kềnh rằng trái đất là một quả địa cầu. Điều đáng buồn là nhiều người trong chúng ta lớn lên và không bao giờ đặt câu hỏi về khái niệm này nữa. Chỉ trong các bức ảnh và video từ NASA và các nguồn chính thức được tin cậy khác thì đường chân trời mới là cong. Tất cả các hình ảnh thô, chưa qua chỉnh sửa, nghiệp dư về trái đất sẽ cho thấy một đường chân trời hoàn toàn bằng phẳng. Và đây là những gì chúng ta tự mình nhìn thấy bằng hai mắt khi đứng ở bãi biển hoặc trông ra xa từ một vị trí thuận lợi ở bất kỳ độ cao nào. Đường chân trời luôn luôn xuất hiện bằng phẳng 360 độ, bởi vì nó đúng là thế và nó luôn dâng lên để đáp ứng tầm mắt của người nhìn. Bạn không bao giờ phải nhìn xuống hoặc nhìn lên để nhìn thấy đường chân trời.
Nó đáp ứng bạn, bất kể họ nói trái đất rộng lớn đến mức nào. Nếu đó là một quả địa cầu cong, bạn sẽ phải điều chỉnh tầm nhìn của mình lên trên hoặc xuống dưới để gặp đường chân trời. Và tôi biết chúng ta đã nhìn thấy đường cong trong ảnh và video, nhưng NASA và nhiều nguồn chính thức khác liên tục bóp méo đường chân trời trong các cảnh quay của họ bằng ống kính fisheye để tạo ra hiệu ứng trái đất cong. Đây là cùng một ống kính fisheye được tích hợp sẵn trong chiếc GoPro. Và tôi biết bạn sẽ nói gì. Bạn đã nhìn thấy đường chân trời cong trong hành trình ở độ cao trên máy bay. Nhưng thật không may, điều này còn gian xảo hơn. Cửa sổ máy bay thường lồi ra ngoài để tạo cảm giác về độ cong. Một bài báo trên Telegraph sẽ giải phóng cho bản chất cả tim của chúng ta với giải thích rằng các cửa sổ máy bay đã bị thay đổi vì các cửa sổ hình vuông gây ra tỷ lệ tai nạn cao hơn. Nói như thật. Họ lợi dụng kích thước con người nhỏ bé để gạt bỏ nhận thức không thể sai lầm của chúng ta về một trái đất phẳng và đứng yên, tuyên bố rằng chúng ta không đủ lớn để nhìn được độ cong. Nhưng khi khí cầu này đã có thể lên cao 121.000 feet và bỏ lại ống kính fisheye phía sau, và nhìn thấy một đường chân trời bằng phẳng. Khí cầu lắc lư và quay, nhưng đường chân trời vẫn thẳng tắp, không cong theo bất kỳ một góc, hình, dạng nào. Và đây là vấn đề trong nhiều thập kỷ. Tổ tiên của chúng ta đã sử dụng phán đoán của riêng họ và dựa vào các giác quan bẩm sinh của chính họ để phân biệt rằng trái đất là phẳng. Và mặc dù một số người đã nghiên cứu các lý thuyết về độ cong tiềm năng của trái đất, nhưng phải đến đầu thời kỳ hiện đại, với những chuyến đi như của Christopher Columbus, thì mô hình địa cầu nhật tâm mới trở nên thống trị và con người từ đó đã hy sinh đi kiến thức theo giác quan của chính mình. Và mô hình nhật tâm sai lầm một cách trắng trợn và vô lý đến mức đáng kinh ngạc là nó thậm chí còn có người tin theo. Lấy ví dụ như nước bao quanh đường chân trời chẳng hạn. Trạng thái vật lý tự nhiên của nước là để tìm và duy trì sự cân bằng. Và thật tình cờ, cân bằng có nghĩa là phẳng. Nếu trái đất là một quả bóng hình cầu, nước sẽ không thể duy trì mức độ phẳng nhất quán như vậy. Chúng ta đã quen với nước như thế này và thế này. Nhưng chúng ta chưa bao giờ trong suốt cuộc đời mình trên trái đất này chứng kiến tận mắt nước làm được điều này. Nước không uốn cong. Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi là mực nước biển. Bạn biết đấy, nếu nước không luôn luôn tìm về mực phẳng, thì tại sao chúng ta lại sử dụng các công cụ như thế này để đạt được độ chính xác? Một lần nữa, nước không uốn cong. Chẳng hạn, các dòng sông luôn đổ về mực nước biển. Nếu trái đất là một quả cầu quay, thì chắc chắn nhiều con sông trên trái đất vào một thời điểm nào đó trong cuộc hành trình của chúng sẽ phải chạy lên dốc. Như Eric DeBay đã chỉ ra, sông Mississippi dài 3.000 dặm, có nghĩa là nó sẽ cần phải chạy lên dốc 11 dặm trên bề mặt một trái đất hình cầu. Ông cũng chỉ ra rằng một phần sông Nile chạy dài hàng nghìn dặm với độ chênh đầu cuối chỉ dưới 1 phút. Một lần nữa, nếu trái đất là một quả bóng hình cầu, thì điều này là không thể. Các nhà khoa học ảo thuật của thế giới chúng ta tuyên bố rằng trái đất có chu vi 25.000 dặm. Nhưng lượng giác hình cầu nói rằng bề mặt của tất cả các vùng nước đọng phải cong xuống dưới với tốc độ 8 inch trên một dặm nhân với bình phương của khoảng cách. Điều đó có nghĩa là một đoạn nước dài 20 dặm sẽ ngập 66,68 feet ở hai bên so với đỉnh trung tâm của nó. Tuy nhiên, mỗi khi các nhà khoa học cố gắng tìm ra chỗ lõm và khúc cua này, nước luôn chứng minh rằng nó hoàn toàn bằng phẳng và cân bằng. Ở đất nước này, khi xây dựng đường ray xe lửa và cầu đường, các kiến trúc sư và kỹ sư không bao giờ tính đến bất kỳ độ cong nào. Kỹ sư W. Winkler đã được xuất bản trên tạp chí Earth Review liên quan đến độ cong được cho là của trái đất như sau. Là một kỹ sư có nhiều năm kinh nghiệm, tôi thấy rằng độ bù cong vô lý này chỉ được phép sử dụng trong sách giáo khoa ở trường. Không một kỹ sư nào thèm mơ đến độ bù cong. Bất cứ thứ gì kiểu như vậy, tôi đã chủ nhiệm xây
nhiều dặm đường sắt và nhiều kênh đào khác và độ bù cong thậm chí không được tranh luận tới, chứ nói gì đến việc được cho phép. Độ cong cho phép này có nghĩa là 8 inch cho dặm đầu tiên của một con kênh và tăng với tỷ lệ bình phương của khoảng cách tính bằng dặm. Do đó, một con kênh nhỏ dành cho tàu thuyền, chẳng hạn như dài 30 dặm, theo quy tắc trên sẽ có mức bù cong là 600 feet. Hãy nghĩ về điều đó, và sau đó, xin vui lòng ghi nhận các kỹ sư là không phải là những kẻ ngu ngốc như vậy. Không có gì kiểu như thế này được tính để bù cả. Chúng tôi không còn nghĩ đến việc bù 600 feet cho một tuyến đường sắt hoặc kênh đào dài 30 dặm và thật là lãng phí thời gian của chúng ta khi cứ cố biến hình vuông thành hình tròn. Nếu trái đất thực sự là một quả địa cầu quay với tốc độ nghe đã hại não là 1.000 dặm một giờ, thì tại sao chúng ta không cảm nhận được chuyển động của nó? Không có một người nào trên trái đất có thể chứng thực cảm giác quay của trái đất mà chúng ta lại cảm thấy được chuyển động khi đi trên ô tô, tàu hỏa, tàu thuyền, máy bay và có thể bị say tàu xe. Các nhà khoa học bảo thuật sẽ nói với bạn rằng chúng ta không cảm thấy trái đất quay vì nó đang quay với tốc độ không đổi. Họ thường sử dụng kiểu tương tự như một chuyến tàu mà chúng ta chỉ cảm thấy chúng ta đang chuyển động khi tàu thay đổi tốc độ. Tuy nhiên, sự so sánh này sẽ bị loại bỏ khi bạn xem xét rằng trong mô hình nhật tâm, trái đất không phải là một hệ thống khép kín, mà nó là một môi trường mở với thời tiết thay đổi mạnh mẽ của riêng nó. Nếu bạn đang ngồi trên nóc tàu chuyển động với tốc độ không đổi mà không ở bên trong nó, bạn chắc chắn sẽ cảm nhận được chuyển động. Hơn nữa, họ cũng tự mâu thuẫn với chính mình. Trong một bài báo năm 2016 có tiêu đề "Nghiên cứu NASA giải đáp hai bí ẩn về trái đất rung lắc", họ nói rằng trái đất không phải lúc nào cũng quay theo một trục. Thay vào đó, nó lắc lư không đều theo thời gian và hướng đã thay đổi đáng kể do sự thay đổi của khối lượng nước trên trái đất. Thật kỳ lạ khi không ai cảm thấy điều này. Nó là cái nào vậy? Sự quay tròn rón rén không đáng chú ý, hay kiểu chuyển động bất thường và chao đảo? Toàn bộ khái niệm về một quả địa cầu quay trở nên vô lý khi bạn xem xét điều này. Nếu trái đất thực sự quay, thì máy bay trực thăng và bóng bay sẽ chỉ cần bay lơ lửng trên bề mặt và đợi điểm đích tự đến với chúng. Tương tự, nếu đó là một quả cầu vũ trụ cong, thì các phi công máy bay sẽ liên tục cần phải điều chỉnh lại độ cao của họ xuống dưới để họ không tiếp tục đi thẳng và rồi bay ra ngoài không gian. Họ sẽ phải hạ xuống 2.777 feet hoặc hơn nửa dặm mỗi phút. Tất nhiên, điều này không đúng và các phi công không bao giờ được hướng dẫn hoặc dạy về cơ chế bay kiểu này. Hãy xem, một phi công thực sự có gì để nói về điều này. Tôi có được phép nói xin chào không? Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn vì chuyến bay thật suôn sẻ. Tôi chỉ muốn hỏi một câu là liệu có kiểu giống một góc nghiêng cụ thể hướng xuống mà anh phải bay theo đó không? 3 độ. 3 độ bởi vì độ cong của trái đất. Đối với trái đất bởi vì chúng tôi chỉ bay qua nó, qua tầm đối lưu. Thực sự ngay tại đây, anh có phải luôn như kiểu đi xuống bởi vì... Không. Thực sự phải lên một chút khi bay. Có thật không? Bởi vì tôi đã đọc một số thứ về trái đất phẳng rất là hợp lý. Anh đã xem bao giờ chưa? Tôi đã đọc rất nhiều thứ về trái đất phẳng. Vâng, đúng đúng. Điều đó đúng đấy. Được rồi, Chúa phù hộ cho người anh em. Anh cũng thế. Chúc một ngày tốt lành. Tôi có một câu hỏi nhỏ muốn hỏi. Phẳng hay là quả bóng? Tôi không bao giờ cảm thấy đúng lắm về việc chúng ta đang sống trên một quả bóng. Nếu vậy, chúng ta phải bay vòng xung quanh nó chứ. Phẳng hay là quả bóng? Đúng vậy, tôi nghĩ rằng nó là phẳng. Trông khá là phẳng với tôi. Nó chắc chắn là như thế. Thế còn về trọng lực thì sao? Lực hấp dẫn tồn tại mà. Trọng lực, đó là một lý thuyết chưa được chứng minh. Không, không phải đâu. Cảm ơn nhé, tạm biệt. Tôi hỏi một câu thôi. Xin chào anh bạn, anh khỏe chứ?
Vâng, với tư cách một phi công. Ồ, hay quá. Tôi có một câu hỏi rất nghiêm túc. Vâng, anh hỏi đi. Đó là về độ cong. Độ cong ư? Vâng, chúng ta không cho phép độ cong phải không? Chúng tôi thực sự không cho phép bất cứ điều gì. Vâng, chúng ta là một cái đĩa phải không? Tròn và phẳng. Xin lỗi gì cơ? Được rồi, thành thật mà nói, trái đất phẳng đúng không? Đúng vậy. Cảm ơn anh vì đã trung thực. Nếu trái đất thực sự quay, các đường bay sẽ trở nên rất lộn xộn. Bay về phía Tây từ New York đến California là 2.441 dặm, chỉ mất chưa đầy 5 giờ trên một chuyến bay thương mại. Nếu trái đất quay theo hướng Đông với tốc độ 1.000 dặm một giờ, thì chuyến bay này không những mất ít thời gian hơn, mà còn khiến cho gần như không thể bay ngược lại theo hướng khác do trái đất quay liên tục. Giống như cố gắng chạy trong một chiếc thang cuốn đi xuống rất dài và rất nhanh. Còn thời tiết thì sao? Nếu trái đất và bầu khí quyển quay với tốc độ hàng nghìn dặm một giờ, thì bạn có nghĩ rằng sẽ không thể nhìn thấy đám mây tĩnh và hình thành thời tiết như chúng ta vẫn đang thấy? Chưa kể những đám mây thường đang chéo nhau trên đường đi của chúng. Điều này sẽ không thể xảy ra nếu sự quay của trái đất là hiện thực. Thomas Winship nói rằng, hãy để trí tưởng tượng hình dung ra độ lớn của lực mà không khí sẽ có khi được đặt chuyển động bởi một vật thể hình cầu có đường kính 8.000 dặm. Trong một giờ, tự quay xung quanh 1.000 dặm, lao qua không gian với tốc độ 65.000 dặm mỗi giờ và di chuyển tròn giữa các dải ngân hà. Sau đó, hãy cố gắng đoán để khám phá xem liệu những cư dân trên quả địa cầu ấy có thể giữ được mái tóc trên đầu của họ hay không. Nếu quả địa cầu quay trên trục của nó với tốc độ khủng khiếp là 1.000 dặm một giờ, thì một khối lượng khổng lồ như vậy tất yếu sẽ gây ra một luồng gió cực lớn trong không gian mà nó chiếm giữ. Gió sẽ thổi theo một hướng và bất cứ thứ gì như mây nằm trong phạm vi ảnh hưởng của quả cầu đang quay sẽ phải đi theo cùng một hướng. Thực tế là việc trái đất ở trạng thái tĩnh được chứng minh bằng cách thả diều. Và thành thật mà nói, nếu trái đất là một quả cầu quay nhanh, thì chẳng phải đại dương và các khối nước khác sẽ bị đẩy ra khỏi trái đất theo cách giống như một quả bóng tennis ướt quay nhanh, nước sẽ bắn ra ngoài sao? Các nhà khoa học ảo thuật có câu trả lời cho điều này. Họ gọi nó là lực hấp dẫn. Đây được gọi là lực hấp dẫn. Các nhà khoa học ảo thuật lại tiếp tục theo dệt những câu thần chú của họ và kể cho chúng ta những câu chuyện về một lực hút mạnh mẽ giữ chúng ta bám rễ trên trái đất. Nếu trọng lực mạnh đến như vậy, thì chim sẽ phải vật lộn để bay, côn trùng sẽ không thể dùng gió để điều hướng, khỉ sẽ không thể leo và nhảy giữa những cái cây một cách dễ dàng, máy bay sẽ không thể cất cánh từ mặt đất. Cây cối cũng không có thể vượt qua được lực hút của trọng lực khi chúng phát triển hướng về phía ánh sáng mặt trời và sẽ bắt đầu uốn cong về phía trái đất khi chúng trở nên cao hơn. Và nếu lực hấp dẫn tồn tại và có sức mạnh để uốn cong và cuốn các đại dương xung quanh một quả cầu quay khổng lồ, thì con người chắc chắn sẽ phải vật lộn để nhấc tay và chân của mình lên. Truyền thuyết kể rằng, có một quả táo rơi trúng đầu của Newton khi ông ta ngồi dưới gốc cây, và đây là chất xúc tác cho khám phá tuyệt vời của ông về lực hấp dẫn, vốn tuyên bố rằng các vật thể bị hút bởi những vật có khối lượng lớn và hướng về phía trung tâm của chúng. Tuy nhiên, khi họ nói về lực hấp dẫn, điều họ thực sự đang đề cập đến là quy luật về mật độ so với khối lượng, hay còn gọi là khối lượng riêng. Hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn một thí nghiệm khoa học đơn giản mà bạn có thể thử ở nhà để tìm hiểu về mật độ hay khối lượng riêng. Bắt đầu bằng cách lấy một chiếc ly rỗng và cho một ít nước và màu thực phẩm vào. Sau đó thêm một chút siro hoặc mật mía. Và tôi sẽ thêm một chút nước để làm cho lớp này dày hơn một chút. Sau đó đổ đầy dầu vào ly và để lắng trong khoảng 15 phút. Những chất lỏng này phân tách thành các lớp khác nhau bởi vì chúng có khối lượng riêng khác nhau và chúng không trộn lẫn với nhau. Siro có khối lượng riêng cao nhất nên nó nằm ở dưới cùng và dầu có khối lượng riêng thấp nhất sẽ trồi lên trên cùng. Thử thả các đồ vật khác nhau vào để xem điều gì xảy ra. Nếu chúng ta thả hạt kim loại này vào, một chất rất đặc, bạn có thể thấy nó chìm xuống đáy. Nhưng nếu tôi lấy một quả nho này và thả nó vào, thì nó sẽ chìm qua dầu và nước, nhưng lại nằm trên siro. Điều này là do siro đặc hơn nho, khá là tuyệt hả?
Bây giờ nếu tôi lấy cái nắp chai nhựa này và thả nó vào, thì nó sẽ từ từ chìm qua dầu và nằm trên mặt nước. Và cuối cùng, nếu tôi lấy miếng bọt biển này và thả nó vào, thì nó sẽ nằm ngay bên trên. Một thực tế khoa học được xác minh bởi bằng chứng không thể chối cãi, rằng khi các vật thể được đặt trong môi trường có mật độ thấp hơn, chúng sẽ chìm xuống, và khi được đặt trong môi trường có mật độ cao hơn, chúng nổi lên hoặc trôi nổi. Ví dụ, một viên đá sẽ chìm xuống vì khối lượng riêng của vật thể lớn hơn khối lượng riêng của nước, cũng như cái mỏ neo của tàu. Tương tự như vậy, các quả bóng bay chứa đầy khí heli bay lên vì chúng nhẹ hơn không khí. Tàu ngầm nổi trên đại dương khi các khoang kép của chúng rỗng và chứa không khí, và chúng chìm khi các khoang của chúng bắt đầu chứa đầy nước. Đây là cách họ điều khiển độ sâu của tàu trong đại dương, bằng cách điều chỉnh tỷ lệ không khí và nước trong khoang tàu. Điều này được chứng minh bằng cách đổ đầy một quả bóng bay với 50% không khí và 50% heli. Vì heli nhẹ hơn không khí và các tỷ lệ là đều, quả bóng bay vẫn cố định trong không khí mà không bay lên hoặc rơi xuống. Một lần nữa, giống như đường cong và sự quay của trái đất, chúng ta không chứng kiến các vật thể nhỏ hơn trên trái đất hấp dẫn vào và quay xung quanh hoặc bị đổ về phía các vật thể lớn hơn. Có vẻ thật thuận tiện khi xu hướng làm cho các vật thể nhỏ hơn quay quanh các vật thể lớn hơn của lực hấp dẫn chỉ dành riêng cho địa cầu và tất cả các hành tinh và ngôi sao được cho là ở xung quanh. Không cái nào trong số đó chúng ta thực sự có thể nhìn thấy chuyển động hoặc có quỹ đạo. Ngay cả khi bạn nghiên cứu các tuyên bố của các nhà ảo thuật khoa học về cái gọi là hành tinh và mặt trăng, các tính toán của họ bắt đầu hoạt động chống lại chính họ. Như Eric Debye đã chỉ ra, Newton cũng đã lý thuyết hóa và hiện nay người ta thường dạy rằng thủy triều của trái đất là do lực hút hấp dẫn của mặt trăng. Nếu mặt trăng chỉ có đường kính 2160 dặm và trái đất là 8.000 dặm, cứ coi như sử dụng toán học và định luật của chính bọn họ đi, thì trái đất sẽ nặng hơn 87 lần. Và do đó, vật thể lớn hơn sẽ thu hút vật thể nhỏ hơn tới nó, chứ không phải ngược lại. Nếu lực hấp dẫn lớn hơn của trái đất là yếu tố giữ cho mặt trăng ở trong quỹ đạo, thì lực hấp dẫn nhỏ hơn của mặt trăng sẽ không thể thắng thế trọng lực của trái đất, đặc biệt là ở mức nước biển của trái đất, nơi lực hấp dẫn của nó thậm chí còn vượt xa mặt trăng. Và nếu lực hấp dẫn của mặt trăng thực sự thay thế của trái đất, khiến thủy triều bị hút về phía nó, thì sẽ không có gì ngăn cản chúng tiếp tục đi lên và hướng về phía lực hút lớn hơn của chúng. Có một làn sóng chống đối. Cuối cùng, lực hấp dẫn của Newton xóa bỏ sự hợp lý thường tình của lên và xuống và thay vào đó bình thường hóa cái ý tưởng phi lý rằng điều này là có thể. Và điều này nữa. Và điều đó, trong khi đó ở Úc, đây là một trò nhạo báng, giả khoa học vô nghĩa và không gì hơn là một phát minh để biện minh cho trò lừa bịp trái đất là một hình cầu quay. Nếu không có lý thuyết về lực hấp dẫn, sẽ không một người nào với đầu óc hẳn hoi lại có thể tin rằng trái đất là hình cầu. Với một số dân số tồn tại lộn ngược ở mặt dưới của hành tinh này, tất cả đều khá đơn giản một khi bạn bắt đầu vượt qua những năm non trẻ trong lập trình ma trận. Quy luật về phối cảnh và khối lượng riêng giải thích một cách hoàn hảo các hoạt động tự nhiên của thế giới chúng ta. Họ phát minh ra các khái niệm phức tạp như lực hấp dẫn và các mạng lưới hình cầu quay vô lý với các số liệu và tốc độ không thể hiểu được để làm chúng ta kinh ngạc. Và chúng ta sẽ tìm hiểu lý do tại sao họ làm điều này ngay thôi. Nhưng hãy đợi một chút, tôi biết bạn vẫn chưa đồng ý với cái này, và tôi có thể đoán rằng bạn đang có một câu hỏi lớn mà bạn muốn hỏi. Nếu trái đất không phải là một quả địa cầu quay, vậy còn mặt trời và mặt trăng thì sao? Chúng ta có thể nhìn thấy mặt trời mọc và lặn mỗi ngày cơ mà. À, tôi rất vui vì bạn đã hỏi. Hãy theo dõi phần 4 của chúng ta để có cái nhìn sâu hơn về mặt trời tuyệt vời của chúng ta. Chỉ việc áp dụng luật phối cảnh cho đường chân trời sẽ cho chúng ta biết rằng trái đất của chúng ta thực sự bằng phẳng. Nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho sự lặn của mặt trời. Các nhà khoa học nói dối trong thế giới với chúng ta rằng mặt trời nặng gấp 109 lần trái đất và cách xa 93 triệu dặm. Họ nói rằng sự phân chia giữa ngày và đêm là do trái đất đang quay
Và khi chúng ta nhìn thấy hoàng hôn, chúng ta đang chứng kiến sự quay tròn và nửa đối của chúng ta đang vào pha tối của vòng quay. Theo khung thời gian được gọi là đêm, là khi mặt trăng của chúng ta được trông thấy. Giống như bản chất cong được đưa ra về thế giới của chúng ta và lý thuyết về lực hấp dẫn, điều này hoàn toàn vô nghĩa. Trước khi chuyển sự chú ý của chúng ta đến mặt trời, trước tiên, hãy xem xét hai ví dụ đã phá vỡ mô hình nhật tâm của một trái đất hình cầu đang quay. Đầu tiên là đường chân trời của thành phố New York, nhìn từ núi Bear của công viên Harriman State, cách đó 60 dặm. Nếu trái đất là một quả địa cầu quay với chu vi 25.000 dặm, thì việc quan sát từ đỉnh núi cao 1.283 feet của núi Bear là không thể. Nếu chúng ta lấy định lý Pythagore, xác định khoảng cách tới đường chân trời bằng 1,23 lần căn bậc 2 của chiều cao tính bằng feet, thì đường chân trời này sẽ ẩn sau 170 feet nếu trái đất cong. Nó thực sự nên ở bên dưới đường chân trời. Tương tự như vậy, khi tàu đi qua đường chân trời của đại dương, về mặt kỹ thuật, chúng sẽ biến mất trên đoạn cong của trái đất. Tuy nhiên, một ống kính máy ảnh mạnh chứng minh điều này là sai. Tàu không biến mất trên đoạn đường cong của trái đất, mà biến mất ngoài giới hạn tầm nhìn của chúng ta. Luật phối cảnh hay luật xa gần trên một mặt phẳng quy định rằng một vật thể đang lùi xa sẽ giảm góc và độ cao cho đến khi đường ngắm hội tụ đến một điểm biến mất của cái gọi là đường chân trời. Khi đó, vật thể đó trở nên vô hình. Các nhà khoa học giả dối tuyên bố rằng mặt trời lặn và biến mất ngoài đường cong của trái đất. Nhưng đây không gì khác hơn là mặt trời di chuyển ra ngoài điểm hội tụ của phối cảnh, được xác định bởi những hạn chế của mắt chúng ta, các vật thể khác và thời tiết. Cùng một định luật áp dụng cho cách chúng ta nhìn thấy mặt trời và mặt trời mọc và lặn. Mặt trời không bao giờ mọc và lặn. Nó là một ảo ảnh quang học được xác định bởi các quy luật phối cảnh. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta nhìn thấy mặt trời mọc và lặn do tính chất hội tụ và phân kỳ của đường nhìn. Chẳng hạn như dãy đèn đường này dường như giảm kích thước xuống phía dưới tầm nhìn trước khi biến mất hoàn toàn. Trong khi trên thực tế, tất cả các đèn đường có cùng chiều cao và tiếp tục bao quanh lối đi bộ vượt xa điểm hội tụ. Dãy chai HP này cũng vậy. Chúng đều có cùng kích thước và chúng không đổi bên. Nó chỉ là góc nhìn của chúng ta làm cho nó có vẻ như vậy. Đây chính xác là những gì chúng ta trải nghiệm khi xem mặt trời mọc và lặn và di chuyển bên trên trái đất phẳng của chúng ta.
NASA và nhiều nhà ảo thuật dối trá khác nói với chúng ta rằng mặt trời cách trái đất 93 triệu dặm và lớn hơn trái đất 109 lần. Tuy nhiên, những cảnh quay nghiệp dư trên khinh khí cầu được thực hiện cao trên những đám mây đã chứng minh rằng mặt trời không có cách xa 93 triệu dặm hoặc lớn hơn so với trái đất. Những gì đoạn phim cho thấy là một mặt trời tỏa sáng tự thân, tạo ra một điểm nóng cục bộ trên trái đất. Nếu ở cách xa hàng triệu dặm, điểm phát nhiệt cục bộ này sẽ là điều không thể. Hơn nữa, nếu mặt trời không phải là một điểm chiếu sáng cục bộ, thì chúng ta sẽ không trải nghiệm được tia nắng mặt trời lúc hoàng hôn. Góc của tia nắng mặt trời mà chúng ta nhìn thấy khi ánh sáng xuyên qua các đám mây sẽ không thể khả thi, và chúng ta có hàng nghìn bằng chứng thực nghiệm và ảnh về ánh sáng mặt trời tỏa ra theo cách này. Nếu mặt trời ở cách xa 93 triệu dặm, thì ánh sáng của nó sẽ tạo thành một chùm thẳng và không được hiển thị dưới dạng tia sáng xiên góc. Nếu mặt trời ở rất xa, thì tại sao nó lại hóa to lên rất nhiều chỉ với một sự gia tăng độ cao nhỏ từ trên trái đất? Ở cách xa 93 triệu dặm, sự gia tăng độ cao này sẽ không đáng kể hoặc không tồn tại. Sự thay đổi về kích thước cho thấy một mặt trời tỏa sáng tự thân không phải là ở cách xa ở một khoảng cách không thể tưởng tượng được 93 triệu dặm, mà phải thực sự là tương đối gần trái đất, di chuyển ngay trên những đám mây. Và nó không lớn hơn trái đất 109 lần, nhưng thực sự nhỏ hơn trái đất rất nhiều. Trải nghiệm đầu tiên của chúng ta về mặt trời và mặt trăng là chúng có kích thước bằng nhau và hình dạng tròn và chuyển động theo các đường tròn tương tự trên mặt phẳng đất đứng yên của chúng ta. Các nhà khoa học ảo thuật tạo ra những lý thuyết phức tạp về các khối đá hình cầu hoàn hảo và những quả cầu plasma khổng lồ nóng với những khoảng cách và tính toán khó hiểu khiến chúng ta choáng váng. Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng tư duy thông thường của mình để phân biệt rằng mặt trời và mặt trăng có kích thước tương tự nhau và mặt trăng không phải là một quả bóng đầy đá. Và họ chỉ là bắt đầu biện chuyện và giống cái gã Neil Armstrong đó. Ông đã gặp anh ta trên chương trình talk show chưa? Neil Armstrong ý anh là người đầu tiên đi trên mặt trăng. Một câu chuyện tanh tưởi, trời đất ơi, và mọi người thì tin sái cổ. Nhiều người đã nghiên cứu ánh sáng mặt trời và mặt trăng. Ánh sáng mặt trời ấm áp và có tính làm khô. Nó bảo tồn vật chất và ngăn ngừa sự thối rữa. Nếu bạn để trái cây ngoài nắng, nó sẽ bảo quản chúng, giống như cà chua phơi khô và nho khô phơi nắng. Nó là chất khử trùng và chữa lành. Tuy nhiên, ánh sáng của mặt trăng thì lạnh, ẩm ướt và gây ra sự thanh lọc và thối rữa và có tính tự hoại. Tia nắng mặt trời làm giảm sự cháy của lửa, trong khi ánh sáng của mặt trăng thì làm tăng nó lên. Người ta đã nghiên cứu nhiệt độ của ánh trăng và rất ngạc nhiên khi thấy rằng vào ban đêm, nhiệt độ của ánh sáng trực tiếp từ mặt trăng lạnh hơn nhiệt độ của bóng dâm. Điều này chứng tỏ rằng hai ánh sáng này là khác biệt và đối lập về bản chất. Nó cũng bác bỏ tuyên bố của NASA rằng mặt trăng phản chiếu ánh sáng mặt trời. Nếu đúng là như vậy, thì ánh trăng phải có một mức độ ấm còn lại trong nó mà không phải lạnh hơn bóng dâm vào ban đêm. Hơn nữa, mặt trăng không thể đồng thời là vật thể hình cầu và đồng thời là vật phản xạ ánh sáng của mặt trời. Khi ánh sáng chiếu vào một vật thể hình cầu, nó sẽ tạo ra cái này. Vật phản xạ phải phẳng hoặc lõm để có thể phản xạ thực sự. Một bề mặt lồi hình cầu dẫn đến không có sự phản xạ.
Một lần nữa, khoa học cơ bản, thực tế có thể kiểm chứng, có thể lặp lại, đang chống lại chuỗi trò lừa bịp của các nhà ảo thuật gia. Rất nhiều bức ảnh và thước phim cũng chứng minh rằng mặt trăng là bán trong suốt. Khi mặt trăng khuyết hoặc không toàn phần, có thể được nhìn thấy vào ban ngày. Đôi khi bạn có thể nhìn thấy bầu trời xanh xuyên qua mặt trăng. Đôi khi vào ban đêm, người ta thậm chí có thể nhìn thấy các ngôi sao trực tiếp qua bề mặt của mặt trăng. Hội Thiên Văn Hoàng gia đã ghi lại nhiều trường hợp như vậy. Những người tin vào thuyết khoa học giả về một quả cầu quay thường sử dụng bề mặt của mặt trăng như bằng chứng về mô hình nhật tâm, trong đó mặt trăng ở hình nhật ngược ở bán cầu nam so với mặt trăng ở bán cầu bắc. Nhưng một lần nữa, điều này cũng chứng tỏ trái đất đứng yên. Ảnh chụp time-lapse cho thấy rằng chính mặt trăng quay theo chiều kim đồng hồ giống như một đĩa quay trên trái đất, và điều này chỉ có thể thực hiện được nếu trái đất đứng yên và chính mặt trăng mới là đang chuyển động. Bạn nhìn này, mặt trời, mặt trăng và những vật tỏa sáng xoay quanh trái đất địa phẳng của chúng ta theo cách tương tự như kim đồng hồ, định ra thời gian và các mùa và sự dao động cân bằng của bóng tối và ánh sáng, bảo quản và phân rã. Trên thực tế, trái đất phẳng của chúng ta là một chiếc đồng hồ lâu đời nhất trong tất cả, và đây là cách mà hiện tượng nhật thực và nguyệt thực có thể xảy ra. Mô hình nhật tâm hoàn toàn thất bại khi nghiên cứu nguyệt thực. Để nguyệt thực diễn ra trong mô hình địa cầu, mặt trời phản chiếu bóng của trái đất lên mặt trăng, và cả ba phải thẳng hàng trong một góc đúng 180 độ thẳng hàng. Nhưng từ xưa đến nay, người ta đã quan sát thấy nguyệt thực trong khi cả mặt trời và mặt trăng đều có thể được nhìn thấy đồng thời trên bầu trời. Hơn nữa, khi xem xét các cơ chế của nhật thực, những lời nói dối về nhật tâm một lần nữa lại sụp đổ. Như cảnh quay này chứng tỏ, mặt trời và mặt trăng phải có kích thước gần giống nhau để có thể hình thành quang halo nhật thực. Cái này đại diện cho nguồn sáng mặt trời và đồng xu đại diện cho mặt trăng. Như bạn có thể thấy, đèn pin lớn hơn rất nhiều so với đồng xu, được chứ? Bây giờ chúng ta hãy đặt mặt trời 93 triệu dặm ra ngoài không gian như thế này. Và để tôi chỉnh cho các thứ gần hơn với máy quay. Ở góc độ như thế này thì nó có vẻ cùng kích thước với đèn pin. Được rồi. Như thế này trông không đúng lắm. Bạn không thể nhìn thấy vầng hào quang và nó không bị nhật thực. Bạn vẫn có thể thấy nó sáng xung quanh, rằng nó không hoàn toàn bị đen xì đi. Được rồi. Bây giờ tôi có một đèn chiếu sáng ở cạnh của chiếc đèn pin này. Có đường kính giống hệt kích thước của đồng xu. Điều này hoàn hảo cho thử nghiệm tiếp theo của chúng tôi. Vì mặt trời và mặt trăng có cùng kích thước trên một mặt đất phẳng, và chúng ta sẽ đưa mặt trời đến gần chúng ta hơn, giống như trên một trái đất phẳng. Bây giờ chúng ta hãy thử nhật thực của chúng ta với mặt trăng ngay bên dưới mặt trời. Và wow, đó là vầng hào quang. Nếu mặt trời lớn hơn mặt trăng 400 lần, thì ánh sáng của nó sẽ nuốt chửng mặt trăng, và chúng ta sẽ không thể chứng kiến vầng hào quang hay vương miện này. Nếu trái đất là một quả cầu quay được làm nóng bởi một mặt trời ở khoảng cách 93 triệu dặm, thì sẽ không thể có một mùa hè nóng như nước sôi trên một lục địa như châu Phi. Nhưng cách đó vài nghìn dặm là trạng thái lạnh cóng hoàn toàn ở Nam Cực, vốn không hưởng một chút nhiệt nào từ mặt trời. Như Eric Debay đã nói rằng, nếu sức nóng đã di chuyển 93 triệu dặm đến sa mạc Sahara, thì thật vô lý khi nghĩ rằng nó không thể đi thêm 4.000 dặm nữa đến Nam Cực. Sự khác biệt sẽ là 0.0004%. Nếu trái đất là một quả địa cầu, thì vùng Bắc Cực và Nam Cực sẽ có điều kiện tương tự nhau do vĩ độ tương đương của chúng. Tuy nhiên, điều này lại không đúng. Nam Cực là nơi lạnh nhất trên trái đất, với nhiệt độ trung bình hàng năm là -57 độ, và mức thấp kỷ lục là -135.8 độ. Ngược lại, nhiệt độ trung bình hàng năm của cực Bắc là 4 độ C ôn hòa. Bắc Cực có mùa hè ấm áp nhẹ, và mùa đông có thể sống sót được.
Nam Cực thì rất lạnh và khắc nghiệt, đến độ băng không bao giờ tan. Điều này sẽ không thể xảy ra trên một trái đất hình cầu quay quanh trục của nó. Eric DeBay đã chỉ ra rằng Iceland ở vĩ độ 65 độ Bắc là nơi sinh sống của 870 loài thực vật bản địa và rất nhiều các loại động vật. Ở Nam Cực, ngược lại, như thuyền trưởng Cook đã viết rằng không có một cái cây nào được nhìn thấy, những vùng đất nằm ở phía Nam bị thiên nhiên nguyền rủa trong sự diệt vong và băng giá vĩnh viễn, không bao giờ cảm nhận được sự ấm áp của những tia nắng mặt trời, sự khủng khiếp và man rợ của nó. Tôi không có từ ngữ nào để có thể diễn tả được. Ngay cả sinh vật biển cũng thưa thớt ở một số vùng rộng lớn nhất định, và loài chim biển hiếm khi được quan sát thấy bay trên vùng đất cô đơn bỏ hoang này. Sự tương phản giữa các giới hạn của sự sống hữu cơ ở các đới Bắc Cực và Nam Cực là rất rõ ràng và đáng kể. Chuyển động hàng năm của mặt trời từ vùng nhiệt đới sang vùng nhiệt đới khác, từ hạ chí đến đông chí, là những gì xác định độ dài của ngày và đêm và sự xuất hiện của các mùa. Đây là lý do tại sao các khu vực trên đường xích đạo ở trong điều kiện mùa hè gần như hàng năm, và các vĩ độ Bắc và Nam trải qua các mùa phân định hơn với mùa đông. Mặt trời và mặt trăng không chỉ di chuyển trên trái đất phẳng của chúng ta trong một vòng tròn lớn, mà đúng hơn là một chuỗi các vòng tròn mà người ta hiểu rõ hơn là chuyển động giống như lò xo cuộn hình nón, cho ra sự thay đổi theo mùa và độ dài của ngày. Đó là lý do tại sao có thể nhìn thấy mặt trời lúc nửa đêm ở Bắc Cực, và cảnh quay time-lapse cho thấy mặt trời không lặn mà quay quanh Bắc Cực. Các nhà khoa học linh mục nói dối và nói rằng điều này là do các cực ở hai đầu của quả cầu hình cầu, và rằng Nam Cực cũng trải qua mặt trời lúc nửa đêm. Nhưng chúng tôi không có cảnh quay nghiệp dư nào chứng minh điều này, vì không ai được phép khám phá khu vực này, và tất cả các cảnh quay chính thức rất đáng nghi ngờ là đã qua chỉnh sửa hoặc Photoshop. Hơn nữa, nếu có một hiện tượng như vậy ở Nam Cực, thì tại sao không có gì phát triển được ở đó? NASA tuyên bố rằng trái đất đang quay với tốc độ 1.000 dặm một giờ xung quanh trục trung tâm của nó, di chuyển với tốc độ 67.000 dặm một giờ xung quanh mặt trời và quay theo hình xoắn ốc với tốc độ 500.000 dặm một giờ xung quanh dải Ngân Hà, trong khi toàn bộ thiên hà đang di chuyển với vận tốc 670 triệu dặm mỗi giờ trong vũ trụ. Nếu đây là đúng, thì ngôi sao cực Bắc của cái được gọi là Bắc Đẩu sẽ không thể là một hàm số trên bầu trời đêm. Nó luôn nằm ở vị trí hoàn hảo phía trên cực Bắc, bất chấp mọi chuyển động. Từ hành tinh có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp cổ đại, planete có nghĩa là lang thang hoặc tản bộ. Và người Hy Lạp đã đúng, chính những ngôi sao ở trên đang chuyển động, chứ không phải chúng ta, một mặt đất đứng yên bằng phẳng. Hãy nhìn này. Thank you.
Như bạn có thể thấy, bắt đầu đứng cố định, không đổi ở giữa và tất cả các ngôi sao khác đều quay theo những vòng tròn hoàn hảo xung quanh nó. Nếu trái đất quay với tốc độ 1.000 dặm một giờ, chúng ta sẽ phải thấy các ngôi sao ít nhiều di chuyển theo chiều ngang trên bầu trời. Nhưng đây không phải là điều đang xảy ra. Các ngôi sao tạo thành những vòng tròn hoàn hảo ở trên, phát tỏa ra từ bắt đầu, và điều này có thể được quan sát thấy ở toàn bộ dọc theo chiều phía Nam. Lý do bắt đầu không bao giờ di chuyển là vì cực Bắc là trung tâm của trái đất phẳng và đứng yên của chúng ta, giống như được mô tả trong bản đồ của Gleason và logo của Liên Hợp Quốc. Những ngôi sao trên đầu chúng ta là gì? Và nếu NASA đang nói dối về bản chất của trái đất, mặt trời và mặt trăng, thì điều đó có nghĩa là không gian và vũ trụ cũng là giả tạo và không phải như những gì chúng ta vẫn nghĩ. Câu trả lời ngắn gọn là đúng, không gian mà chúng ta đang biết là một trò lừa bịp. Mặt đất phẳng và đường yên của chúng ta trông không giống như thế này ngồi trong không gian. Chúng ta sẽ xem xét các ngôi sao là gì và không gian thực có thể có mà trái đất phẳng của chúng ta đang ở trong đó. Nhưng trước tiên, chúng ta phải dấn thân sâu hơn vào một hang thọ khác. Chúng ta đã đi được một chặng đường dài, nhưng chúng ta mới chỉ thực sự làm chảy xước bề mặt. Hang thọ tiếp theo này sâu và tối, nhưng nó là cần thiết. Và tôi hứa với bạn điều này, ở phía bên kia của sự hiểu biết về những thứ rất khó tin trong tự nhiên, thậm chí bạn sẽ chẳng thể nghĩ là chúng khả thi. Hãy theo tôi đến phần 5, vì đã đến lúc hiểu lý do tại sao họ nói dối. Ngay trước sự ra đời và thành lập của NASA, đã có một sự kiện lịch sử quan trọng nắm giữ chìa khóa để hiểu lý do đằng sau những lời nói dối của họ và việc ký kết Hiệp ước UN về Nam Cực. Nhưng trước khi xem xét sự kiện này, cần phải xem xét lý thuyết về vụ nổ Big Bang và bất kỳ tham chiếu lịch sử nào về hiện tượng như vậy trước khi lý thuyết được thiết lập vào năm 1929 bởi Edwin Hubble, chịu ảnh hưởng bởi công trình của Albert Einstein và George Lemay. Khi truy tìm những niềm tin và lý thuyết về nguồn gốc của thế giới mà chúng ta đang sống trong suốt lịch sử, tôi đã phát hiện ra nhiều tháp thần tạo khác nhau, chủ yếu có tính chất tương tự như quan điểm hướng Abraham về sự sáng tạo. Tôi cũng bắt gặp các công trình khác nhau của các nhà triết học và khoa học như Aristotle, Immanuel Kant, Johanna Kepler và Isaac Newton đề xuất lý thuyết về bản chất vô hạn của vũ trụ. Tuy nhiên, có một văn bản có trước tất cả những ý tưởng này. Đó là Kinh Kabbalah, một truyền thống của huyền học Do Thái, có thể có từ thế kỷ 13 trước Công Nguyên, 1.000 năm trước thời của Aristotle. Theo cách hiểu truyền thống, nó được cho là có nguồn gốc từ thời Eden. Câu chuyện của Kabbalah về nguồn gốc của trái đất và vũ trụ là một câu chuyện phức tạp, nhưng bản tóm tắt về tầm nhìn của nó có thể được hiểu theo khái niệm Ein Sof, có nghĩa là vô tận hoặc vô cùng. Kabbalah kể câu chuyện về nguồn gốc như thế này. Ngay từ đầu, Ein Sof thu hút vào trong đó, tạo ra một không gian trống hay chân không. Trong đó, các lực lượng của Din bắt đầu có một cuộc sống độc lập. Do đó, sự co lại của Ein Sof dẫn đến việc thanh lọc mọi sự rác rưởi xấu xa hàm chứa tất cả các yếu tố tiềm ẩn của cái ác khỏi bản thể của Chúa. Vì vậy, không gian trống rỗng đó chứa các lực lượng của Din và dấu vết còn lại gọi là Reshimu hoặc dấu vết của ánh sáng linh thiêng. Tại thời điểm này, Ein Sof phát ra một tia sáng, được biểu hiện bằng chữ cái đầu tiên của Đức Jehovah. Tia sáng này giúp sắp xếp các lực lượng đối lập hiện đã đang lấp đầy không gian này. Các lực lượng đối nghịch ở cùng nhau trong một mạch rỗng còn nhỏ hơn một tia lửa nhỏ. Tia này gây ra sự vỡ vụn của mạch rỗng và hình thành các hành tinh, và từ đó là sự xuất hiện của con người nguyên thủy. Moses Nachmanides, một giáo sĩ Do Thái ở thế kỷ 13, đã tóm tắt câu chuyện nguồn gốc này rằng chỉ có một sự sáng tạo vật chất, và đó là sự sáng tạo của một vết rất nhỏ. Khi vết này nở ra, chất này mỏng đến mức không có bản chất, đã biến thành vật chất như chúng ta biết ngày nay.
Điều này giống đến ngỡ ngàng những cái chúng ta đã biết với cái tên vụ nổ Big Bang. Vũ trụ ngày nay cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về vụ nổ Big Bang. Giả thuyết vụ nổ Big Bang nói rằng tất cả vật chất hiện tại và quá khứ trong vũ trụ đều xuất hiện cùng một thời điểm, khoảng 13,8 tỷ năm trước. Lúc này, mọi vật đều bị nén chặt thành một quả cầu rất nhỏ có khối lượng riêng vô hạn và nhiệt lượng cực lớn, gọi là điểm kỳ dị. Đột nhiên, điểm kỳ dị bắt đầu mở rộng và vũ trụ, như chúng ta biết, bắt đầu. Đây là cùng một câu chuyện. Cả hai đều trình bày ý tưởng rằng ban đầu có một khoảng chân không và sau đó một vết rất nhỏ xuất hiện và từ đó bắt đầu sự mở rộng của vật chất, hình thành các hành tinh và thế giới mà chúng ta biết ngày nay. Sự khác biệt duy nhất là Kabbalah được viết bằng một diễn ngôn thần thoại, còn vụ nổ Big Bang được xây nên trong diễn ngôn khoa học. Nhưng bỏ các phong cách ngôn ngữ sang một bên, có vẻ như Kabbalah đã tìm ra nguồn gốc của vũ trụ từ rất lâu trước khi Einstein, Hubble và những người khác. Điều này để lại cho chúng tôi hai kết luận từ khám phá này. Một, lý thuyết vụ nổ Big Bang đương đại đã chứng minh cho Kabbalah và những lời dạy của nó. Tất cả những người tin vào lý thuyết này nên tìm đến giáo sĩ Do Thái Kabbalah để tìm hiểu thêm về những gì họ tin tưởng. Hoặc hai, lý thuyết vụ nổ Big Bang đương thời đã bị đánh cắp khỏi Kabbalah. Trong trường hợp này thì cả hai đều không đúng và tất cả chỉ là một lời nói dối lớn. Tôi sẽ quay lại câu chuyện nguồn gốc này ngay. Nhưng trước đó, điều cần thiết là chúng ta phải xem xét một số giáo lý bí truyền của Kabbalah. Kabbalah trong tiếng Do Thái có nghĩa là nhận hoặc nhận bằng miệng. Những giáo lý bí truyền, bí mật về huyền học của nó được truyền dạy bằng miệng, được viết bằng mật mã, thần số và biểu tượng. Biểu tượng và thần số đặc biệt quan trọng trong huyền học Kabbalah. Nhiều sách của Kabbalah có bản chất cực kỳ khó hiểu, đặc biệt là sách Zohar, được dịch là huy hoàng, và sách của Bahia, dịch là soi sáng. Cả hai văn bản đều được coi là được mã hóa bằng Gematria hay phép cộng trị, một dạng thần số học trong đó các chữ cái có các số tương ứng. Một ví dụ nổi tiếng về phép cộng trị tiếng Do Thái là từ chai, có nghĩa là còn sống, và bao gồm hai chữ cái Do Thái cộng lại thành số 18. Điều này làm cho con số 18 trở thành một con số may mắn cho những người Do Thái, và quà tặng bằng tiền là bội số của 18 là rất phổ biến. Các biểu tượng cũng quan trọng không kém trong Kabbalah và đã được sử dụng như một phương pháp truyền đạt ý nghĩa và lời dạy bí mật kể từ khi ra đời. Một số biểu tượng này được công nhận rộng rãi, ví dụ cây sự sống Kabbalah hoặc Sephiroth, Hamza và có lẽ nổi tiếng nhất ngôi sao sáu cánh Hexagram, và cái ngày nay được gọi là ngôi sao của David và biểu tượng trang trí cho lá cờ của Israel. Nó được tìm thấy trong các văn bản ban đầu của Kabbalah và những liên kết sớm nhất của người Do Thái với sách kinh thánh cổ Leningrad Codex năm 1008. Chính ngôi sao sáu cánh này là thứ tôi muốn tập trung vào bây giờ. Bạn thấy đấy, nó không phải lúc nào cũng là biểu tượng của Israel và cũng không phải là biểu tượng dành riêng cho đạo Do Thái. Để hiểu được lịch sử ẩn giấu của biểu tượng này, trước tiên chúng ta phải trở lại năm 1760 khi thị trưởng Amschel Bauer trở về Frankfurt và tiếp quản công việc kinh doanh cho vay tiền của người cha đã khuất của mình. Trước khi chết và trong khi con trai vắng mặt, cha của thị trưởng đã gắn phù hiệu áo giáp ở trước lối vào kho tài vụ để tôn vinh tên của nó. Phù hiệu có một hình ngôi sao sáu cạnh đặt trên một cái khiên màu đỏ. Chính vì phù hiệu này mà Bauer đã đổi họ của mình. Roth, tiếng Đức, nghĩa là màu đỏ, và Shield là cái khiên. Vì vậy, ông ta đã lấy tên đó và từ đó xưng danh là thị trưởng Amschel Rothschild. Khi công việc kinh doanh của thị trưởng bắt đầu phát đạt do ông phát hiện ra việc cho các chính phủ vay tiền thay vì cho các cá nhân, ông ta đã chiêu mộ Adam Weishaupt để tạo ra tổ chức Illuminati. Việc này được hoàn thành và tổ chức thành lập vào ngày 1 tháng 5 năm 1776. Ngay sau khi Weishaupt hợp nhất các học thuyết bí mật của Illuminati với tổ chức xuyên lục địa của Hội Tam Điểm, thành lập vào năm 1717, và đa phần là hòa bình cho đến trước sự hợp nhất này. Sau đó, ông tiếp tục thành lập các hội quán tam điểm nổi tiếng tại khách sạn Grand Orient để làm trụ sở chính của Illuminati. Để thành lập tổ chức này, Weishaupt đã tuyển dụng 2.000 người đi theo, bao gồm những người đàn ông trí thức nhất trong nghệ thuật, giáo dục, khoa học, tài chính và công nghiệp. Họ đã được cung cấp các hướng dẫn để giành quyền kiểm soát.
Số 1. Sử dụng tiền và hối lộ tình dục để giành quyền kiểm soát những người đàn ông có địa vị cao. Số 2. Các trường cao đẳng và đại học là để thu nhặt những sinh viên có khả năng đặc biệt và đào tạo họ một cách đặc biệt về chủ nghĩa quốc tế. Số 3. Tất cả những người có ảnh hưởng phải được sử dụng làm đặc vụ và được đặt ở hậu trường của tất cả các chính phủ với tư cách là các chuyên gia và những nhà chuyên môn. Số 4. Phải có được sự kiểm soát tuyệt đối với báo chí. Quá trình kiểm soát và quyền lực đã sớm bắt đầu. Gửi văn học đến Paris để kích động và khuấy động cuộc cách mạng Pháp. Người chuyển phát nhanh của Adam Weishaupt bị sét đánh và lộ ra những văn bản bên trong, vạch ra kế hoạch kích động một cuộc cách mạng như vậy. Chính quyền của các Nam Tước đã thu giữ văn bản và chính phủ đã công bố các chi tiết về học thuyết của họ trong một văn bản có tiêu đề Các tác phẩm gốc về trật tự và giáo phái Illuminati. Thật không may, người châu Âu đã không để ý đến lời cảnh báo của họ và cuộc cách mạng Pháp đã diễn ra, khiến nhà Rothschild kiếm được rất nhiều tiền do luật giới hạn thuế nhà thờ La Mã. Năm 1798, John Robinson, một trong những trí thức hàng đầu thời đó và là giáo sư tại Đại học Edinburgh, đã xuất bản một cuốn sách mang tên Bằng chứng về một âm mưu chống lại các tôn giáo và chính phủ châu Âu được thực hiện trong các cuộc họp bí mật của các hội tam điểm, Illuminati và các hội kín. Một lần nữa, không ai để ý đến cảnh báo của Robinson. Năm 1812, thị trưởng Rothschild qua đời và đặt ra luật cụ thể cho nhà Rothschild đó là 1. Chỉ nam giới mới được kinh doanh. 2. Là kết hôn nội tộc để đảm bảo gia tài. Và 3. Con trai trưởng của con trai trưởng sẽ làm chủ gia đình. Sau khi ông qua đời, các con của thị trưởng rời Frankfurt và thành lập ngân hàng ở tất cả các thành phố lớn của châu Âu. Nathan Rothschild chuyển đến London năm 21 tuổi, nơi ông thành lập một nội ngân hàng. Trong các cuộc chiến tranh, Napoleon, năm anh em nhà Rothschild đã làm việc để cung cấp vàng cho cả quân đội của Wellington thông qua Nathan ở Anh và quân đội Napoleon thông qua Jacob ở Pháp, và họ duy trì công thức này cho đến ngày nay. Chính xác là tài trợ cho cả hai bên trong mỗi cuộc chiến và trở nên giàu có trong thời chiến và hậu chiến. Chiến tranh Napoleon buộc Anh và nhiều quốc gia khác ở châu Âu phải vay những khoản tiền khổng lồ từ ngân hàng Rothschild với lãi suất mà họ không bao giờ có thể trả lại được. Hơn nữa, họ thao túng thị trường chứng khoán. Trong chiến tranh, các nhà đầu cơ sẽ theo dõi giá trị của trái phiếu chiến tranh với người Anh của Nathan Rothschild để cố gắng đoán xem ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến, ngay sau khi trận chiến kết thúc và rất lâu trước khi bất kỳ ai khác biết ai là người chiến thắng. Rothschild bắt đầu bán trái phiếu. Mọi người đều cho rằng điều này có nghĩa là Napoleon đã thắng và châu Âu đã thua. Sau đó là sự bán tháo, hoảng loạn và khi giá giảm sâu, Nathan đã mua phần lớn số trái phiếu này. Quyền sở hữu những trái phiếu có giá trị cao như vậy có nghĩa là nhà Rothschild thực sự sở hữu ngân hàng của nước Anh. Kể từ thời điểm đó trở đi, lợi ích của ngôi vàng nước Anh và người nhà Rothschild trở nên gắn kèm không thể tách rời, đến mức nhà Rothschild được phong cho danh hiệu quý tộc. Nathan nổi tiếng với câu nói, tôi không quan tâm đến con rối nào được đặt trên ngai vàng của Anh Quốc, đế chế nơi mà mặt trời không bao giờ lặn. Người kiểm soát nguồn cung tiền của Anh sẽ kiểm soát đế chế Anh, và tôi kiểm soát nguồn cung tiền của Anh. Những người nhà Rothschild đã sử dụng quyền kiểm soát của họ đối với ngân hàng Anh để thay thế phương thức vận chuyển vàng từ quốc gia này sang quốc gia khác, và thay vào đó họ sử dụng mạng lưới ngân hàng châu Âu để thiết lập một hệ thống ghi nợ và tín dụng trên giấy, chính cùng một hệ thống mà chúng ta sử dụng ngày nay. Vào cuối thời kỳ này, gia tộc Rothschild kiểm soát một nửa tài sản của toàn thế giới. Trong thế kỷ 19, những người nhà Rothschild đã nắm quyền kiểm soát các hoạt động tài chính ở nhà thờ Công giáo trên toàn thế giới và bắt đầu thành lập các ngân hàng của họ ở nước Mỹ. Họ cũng bắt đầu giành quyền kiểm soát trong các lĩnh vực công nghiệp khác. Vào năm 1862, nhà Rothschild đã cho một tay trong của mình là John D. Rockefeller để thành lập một công ty dầu mỏ gọi là Standard Oil. Công ty này đã thống trị mọi đối thủ và được tài trợ đa số bởi nhà Rothschild. Rockefeller tiếp tục dẫn đầu ngành dầu mỏ, thành lập các công ty dược lớn và sở hữu tất cả các hệ thống giáo dục lớn, các trường cao đẳng ở Mỹ. Sức mạnh và ảnh hưởng của Rothschild lớn mạnh thông qua các xúc tu của từng ngành theo đúng kế hoạch khi thành lập hội Illuminati. Vào cuối thế kỷ 19,
Và trước khi thiết lập sự hiện diện thống trị ở các ngân hàng lớn tại Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, những người nhà Rothschild đã thành lập Hội nghị Phục Quốc Do Thái để thúc đẩy chủ nghĩa này, một phong trào chính trị với mục đích duy nhất là chuyển tất cả những người Do Thái vào một quốc gia Do Thái độc nhất và sắp xếp cuộc họp đầu tiên của nó ở Munich. Cuộc họp được chủ trì bởi Theodor Herzl, người sau này đã nói trong nhật ký của mình rằng điều cần thiết là để sự đau khổ của những người Do Thái trở nên tồi tệ hơn. Điều này sẽ giúp hiện thực hóa các kế hoạch của chúng tôi. Tôi có một ý tưởng tuyệt vời. Tôi sẽ dùng những kẻ bài Do Thái để thanh lý của cải của người Do Thái. Nhờ đó, những kẻ bài Do Thái sẽ tăng cường sự bắt bớ và đàn áp người Do Thái. Những kẻ bài Do Thái sẽ là những người bạn tốt nhất của chúng ta. Con trai út của Jacob Rothschild đã đến thăm Palestine trong thời gian này và cung cấp kinh phí để thành lập các thuộc địa Do Thái đầu tiên ở đó. Nhà Rothschild đã lên kế hoạch thành lập Israel và quốc gia riêng của họ được tiến hành. Nhưng phải đến nhiều năm sau, kế hoạch đó mới được thành hiện thực. Hãy chú ý ngôi sao sáu cánh trên các lá cờ tại Đại hội Phục Quốc Do Thái. Vào năm 1910, các kế hoạch đang được tiến hành ở Hoa Kỳ để thành lập ngân hàng thuộc sở hữu trung tâm của nhà Rothschild, Cục Dự trữ Liên bang. Các kế hoạch cho một ngân hàng trung ương Mỹ đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ một số nhân vật giàu có nhất thời bấy giờ. Ba đối thủ quan trọng và mạnh mẽ nhất là Benjamin Guggenheim, Isidor Strauss, người đứng đầu cửa hàng bách hóa Macy's, và John Jacob Astor, một trong những người đàn ông giàu có nhất thế giới và là bạn tốt của nhà phát minh thiên tài Nikola Tesla. Tổng tài sản của họ vào thời điểm đó là 500 triệu đô la. Theo tiêu chuẩn ngày nay, con số đó sẽ lên tới 11 tỷ đô la. Tuy nhiên, sự chống đối này không kéo dài. Thật thuận tiện cho nhà Rothschild, cả ba đối thủ hùng mạnh đều chết trên tàu Titanic khi nó bị chìm vào năm 1912. Thật trùng hợp, chính con rối của Illuminati, J.P. Morgan, đã tài trợ và chế tạo tàu Titanic và cũng là người cực kỳ muốn thành lập Cục Dự trữ Liên bang. Ông ta đã hủy vé của mình trên tàu Titanic vào phút cuối. Nghị sĩ Charles Lindbergh cho biết như sau, sau khi đạo luật dự trữ liên bang được thông qua vào năm 1913. Phần cuối cùng của tuyên bố này đặc biệt quan trọng. Từ nay, các cuộc suy thoái kinh tế sẽ được tạo ra một cách khoa học, giống như hai kẻ lừa đảo bắt tay nhau. Cục Dự trữ Liên bang làm cho tín dụng trở nên dễ dàng, trong khi các tờ báo của nó thì quảng cáo rầm rộ về sự giàu có thể có trên thị trường chứng khoán. Dự trữ Liên bang đồng nghĩa với việc đồng đô la có thể được in ngoài tầm kiểm soát của chính phủ. Nó sẽ được sử dụng để thúc đẩy chiến tranh và suy thoái kinh tế và là một cỗ máy hoàn hảo cho những món nợ vĩnh viễn. Abraham Lincoln đã đấu tranh chống lại việc thành lập phương pháp này và bắt đầu in tiền không nợ của riêng mình, chính là nguồn gốc của cách gọi đồng tiền greenbacks thời nội chiến Mỹ. Tương tự, JFK đã ký một lệnh hành pháp để biến chính phủ Mỹ có quyền phát hành tiền tệ bằng cách bỏ qua dự trữ liên bang của nhà Rothschild. Điểm chung của cả hai vị tổng thống này là gì? Họ muốn in đô la của người Mỹ chống lại ý muốn của hệ thống Rothschild, và cả hai đều đã bị ám sát. Trong Thế chiến thứ nhất, chúng ta thấy cùng một công thức chiến tranh của nhà Rothschild. Rothschild Đức đã cho chính phủ Đức vay tiền. Rothschild Anh đã cho chính phủ Anh vay tiền. Và Rothschild Pháp cho chính phủ Pháp vay tiền. Trong lúc chiến tranh và trong khi Anh đang xem xét đề nghị đình chiến của Đức, Louis Brandeis, nhà lãnh đạo được bầu chọn của Ủy ban điều hành cho đối ngoại của chủ nghĩa Phục Quốc Do Thái, đã cử một đại biểu theo chủ nghĩa này từ Mỹ đến Anh với lời hứa sẽ đưa nước Mỹ đứng về phía người Anh, với điều kiện người Anh đồng ý trao vùng đất Palestine cho nhà Rothschild. Nhà Rothschild quan tâm đến vùng phía đông này và muốn có nhà nước tự trị của riêng họ, có nghĩa là họ có thể sử dụng quân đội của riêng mình mà họ có thể dùng để chống lại bất kỳ kẻ nào dám cản đường những lợi ích đó.
Điều này đã được sáng tỏ khi Bộ trưởng Ngoại giao người Anh Arthur James Balfour soạn thảo một bức thư được gọi là Tuyên bố Balfour gửi cho không ai khác ngoài lãnh chúa Rothschild thân yêu, tuyên bố rằng chính phủ Anh sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp thiết lập Palestine, một ngôi nhà cho người dân Do Thái. Năm 1919, Hội nghị hòa bình Paris được tổ chức để thảo luận về các khoản bồi thường mà người Đức cần phải trả cho bên thắng trong cuộc chiến. Người chủ trì hội nghị là Nam Tước Edmund de Rothschild, một phái đoàn gồm 117 người phụ quốc Do Thái do Bernard Barak đứng đầu đã đưa ra chủ đề Palestine. Người Đức cảm thấy bị phản bội vì quốc gia này luôn có mối quan hệ tốt đẹp với người Do Thái. Hội nghị bị nhà Rothschild lợi dụng để nhen nhóm ý tưởng thành lập một chính phủ thế giới gọi là Liên minh các quốc gia. Bernard Barak sau đó tiếp tục thành lập Hội đồng quan hệ đối ngoại ở Mỹ. Mục tiêu đầu tiên của Hội đồng quan hệ đối ngoại là giành quyền kiểm soát báo chí. Nhiệm vụ này được giao cho không ai khác ngoài John D. Rockefeller, người đã thành lập nhiều tạp chí quốc gia như Tạp chí Đời Sống và Thời Đại. Với sự hiện diện của nhà Rothschild đã được thiết lập vững chắc ở Mỹ, họ sớm bắt đầu chuẩn bị cho chiến tranh thế giới thứ hai. Đồng thời, Adolf Hitler, Thủ tướng nước Đức, đuổi người Do Thái ra khỏi chức vụ trong chính phủ. Một con rối nhà Rothschild là Samuel Untermeyer, người đứng đầu phái đoàn Mỹ và kẻ tống tiền Tổng thống Roosevelt, đã kêu gọi tất cả người Mỹ tiêu hủy các sản phẩm do Đức sản xuất và do đó bắt đầu một chiến dịch tuyên truyền lớn. Ngay khi tác động của việc tẩy chay này bắt đầu được thấy rõ ở nước Đức, người Đức vốn trước đây không hề tỏ ra bạo lực với người Do Thái, đến thời điểm này đơn giản là bắt đầu quay ra tẩy chay các cửa hàng Do Thái, giống như cách mà người Do Thái đã làm với các cửa hàng bán sản phẩm của Đức ở Mỹ. Đây cũng là những năm mà Tổng thống Roosevelt ra lệnh đặt con mắt Illuminati trên tất cả các tờ tiền đô la mới, cùng với cụm từ tiếng Latin Novus Ordo Seclorum, có nghĩa là một trật tự mới của thời đại. Một năm sau, luật ngân hàng và bí mật thụ sĩ được cải cách và việc bất kỳ nhân viên ngân hàng nào vi phạm bí mật ngân hàng lại trở thành tội có thể bị bỏ tù. Tất cả là để chuẩn bị để che giấu dấu vết của nhà Rothschild tài trợ cho cả hai bên trong cuộc chiến. Bạn thấy đấy, Rothschild kiểm soát chúng ta, công ty IG Farben tiếp tục cấp vũ trang cho Đức trong chiến tranh và sản xuất Zyklon B, loại khí gây chết người được sử dụng trong các trại tập trung. Rothschild cũng tài trợ cho IBM của Mỹ, nơi cung cấp các máy móc cho Đức Quốc xã để sản xuất các thẻ đục lỗ, nhằm bước đầu tổ chức và quản lý việc xác định và trục xuất người Do Thái, tịch thu tài sản của họ, và cuối cùng là sự tiêu diệt của họ. Điều thú vị là trong thời gian này, công ty của Prescott Bush, cha của Tổng thống George Herbert Walker Bush, đã bị tịch thu do đạo luật giao thương với nước thù địch. Ông ta đã tài trợ cho Hitler từ Mỹ, trong khi những người lính Mỹ đang chiến đấu chống lại người Đức. Mối liên hệ của nhà Rothschild với Hitler có thể không được nhận biết kỹ càng. Như Hans-Jürgen Kolas nói trong cuốn Mật vụ, bà của Adolf Hitler, Maria, là một người hầu tại biệt thự của nhà Rothschild. Bạn thấy đấy, cuộc chiến rất được dàn dựng và không có gì khác ngoài lợi ích của nhà Rothschild. Isaac Greenbaum, một kẻ theo phủ quốc Do Thái, nói trong một bài phát biểu trước Hội đồng điều hành của chủ nghĩa ngắn gọn như thế này: một con bò ở Palestine đáng giá hơn tất cả những người Do Thái ở Ba Lan. Mẫu tuyên truyền này là để dọa những người Do Thái sống sót phải tin rằng nơi an toàn duy nhất của họ là Israel. Khi chiến tranh kết thúc, năm 1945, nhà Rothschild không chỉ thu được lợi nhuận đáng kể về mặt tài chính, mà tầm nhìn của họ về một liên minh các quốc gia đã được thành hiện thực với việc thành lập của Liên Hợp Quốc. Người Anh đã tuyên bố rằng sẽ không có nhiều cuộc di cư của người Do Thái đến Palestine để bảo vệ những người Palestine. Nhưng sau Thế chiến thứ hai, người Anh đã chuyển giao quyền kiểm soát Palestine cho Liên Hợp Quốc. Liên Hợp Quốc đã chia thánh địa Palestine thành hai quốc gia,
Một là người theo chủ nghĩa phục hưng Do Thái và một là người Ả Rập với Jerusalem được coi là một khu vực quốc tế được cùng chia sẻ bởi tất cả các tín ngưỡng tôn giáo. Trong những năm sau đó, người Israel đã phát động một loạt các cuộc tấn công quân sự vào những người dân ở Palestine, Ả Rập, gây ra một cuộc di cư hàng loạt. Cơ quan tình báo bí mật của Israel, Mossad, đã được thành lập. Phương châm của nó là bằng lừa dối, ngươi sẽ gây chiến. Năm 1948, Rothschild đã hối lộ Tổng thống Harry S. Truman $2 triệu mà họ đã đưa cho ông ta trong chiến dịch tranh cử của mình để công nhận Israel là một quốc gia có chủ quyền. Lá cờ của Israel sớm được tiết lộ, không chỉ khác là một phiên bản màu xanh lam của ngôi sao sáu cánh trên khiên đỏ của nhà Rothschild. Và đây là lúc câu chuyện chỉ mới bắt đầu. Hãy theo tôi đến phần 6 để chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa thực sự của ngôi sao sáu cánh này. Chính từ hội kín đã là một điều đáng chê trách trong một xã hội tự do và cởi mở của chúng ta, là một dân tộc bản chất và xuyên suốt lịch sử, luôn chống lại các hội kín, các lời thề bí mật và các thủ tục bí mật. Từ lâu, chúng ta đã quyết định rằng mối nguy hiểm của việc che giấu quá mức và không có cơ sở của các sự thật là vượt xa những nguy cơ được viện dẫn để biện minh cho điều đó. Ngày nay, không có cuộc chiến nào được tuyên bố và cho dù sự đấu tranh có mạnh mẽ đến đâu, nó có thể không bao giờ được tuyên bố theo kiểu truyền thống. Lối sống của chúng ta đang bị tấn công. Những người tự cho mình là kẻ thù của chúng ta đang lấn tới với quy mô trên toàn cầu. Sự sống còn của những người bạn của chúng ta đang gặp nguy hiểm. Và ấy vậy, chưa có cuộc chiến nào được tuyên bố, không có biên giới nào bị những đoàn quân vượt qua, không có tên lửa nào được phóng ra. Nếu báo chí đang chờ đợi một lời tuyên chiến, trước khi nó tự đặt ra các điều kiện xung chiến, thì tôi chỉ có thể nói rằng chưa bao giờ có cuộc chiến nào lại gây ra mối đe dọa lớn hơn thế này cho an ninh của chúng ta. Nếu bạn đang chờ đợi một phát hiện về mối nguy hiểm rõ ràng và tức thì tôi chỉ có thể nói rằng mối nguy hiểm chưa bao giờ rõ ràng hơn và sự hiện diện của nó chưa bao giờ khẩn cấp hơn. Nó đòi hỏi phải thay đổi cách nhìn, thay đổi chiến thuật, thay đổi sứ mệnh bởi chính phủ, bởi người dân, bởi mọi doanh nhân hoặc lãnh đạo lao động và bởi mọi tờ báo. Vì chúng ta đang bị phản đối trên toàn thế giới bởi một âm mưu nhất thể và tàn nhẫn, chủ yếu dựa vào các cách thức đầy khao khát, muốn mở rộng phạm vi ảnh hưởng, vào xâm nhập thay vì xâm lược, vào lật đổ thay vì bầu cử, vào đe dọa thay vì tự do lựa chọn, vào du kích ban đêm thay vì quân đội ban ngày. Nó là một hệ thống tập hợp nguồn nhân lực và vật lực khổng lồ vào việc xây dựng một bộ máy liên kết chặt chẽ, hiệu quả cao, kết hợp các hoạt động quân sự, ngoại giao, tình báo, kinh tế, khoa học và chính trị. Các sắp đặt của chúng được che giấu thay vì công bố. Những sai lầm của chúng được chôn vùi thay vì lên trang nhất. Những người bất đồng chính kiến với chúng bị bịt miệng thay vì được ca ngợi. Không nghi vấn chi, không tin đồn nào hé ra, không bí mật nào được tiết lộ. Chính thức được coi là ngôi sao của David, động thái sử dụng biểu tượng này trên quốc kỳ của Israel đã khiến nhiều người Do Thái tức giận. Những người nhận ra rằng biểu tượng này thực ra không phải là ngôi sao của David, mà là biểu tượng ngôi sao sáu cánh được sử dụng trong các tôn giáo huyền bí cổ đại. Nhiều người Do Thái chống Israel kể từ đó luôn tham gia các nghi lễ đốt cờ hàng năm. Chính hình tượng Solomon trong Kinh Thánh là cái chúng ta có thể dùng để truy tìm nguồn gốc thực sự của ngôi sao sáu cánh hoặc sáu cạnh. Solomon gọi ngôi sao là bùa hộ mệnh của thổ tinh, sau đó được biết như là ấn phong của Solomon. Như chúng ta thấy, đầu của con bò đực được bao bọc trong một ngôi sao sáu cánh và bao quanh bởi các chữ cái ghép thành cái tên Remphan, thần bổn mạng của thổ tinh, theo bảng chữ cái của đạo sĩ. Con bò đực đại diện cho sự tôn thờ Moloch mà chúng ta sẽ xem xét ngay sau đây. Nhưng trước tiên, chúng ta hãy xem hai đoạn trong Kinh Thánh cung cấp thêm chi tiết về Solomon. Các vua 11 câu 1 đến câu 5 trong Kinh Thánh có đoạn như thế này. Ngoài con gái của Pharaoh, vua Solomon lại còn thương mến nhiều người nữ của dân ngoại, tức là người nữ Moab, Ammon, Edom, Sidon và Hethit.
Chúng nó thuộc về các dân tộc mà Đức Giê-hô-va có phán với dân Israel rằng các ngươi và chúng nó chớ đi lại giao thông với nhau, vì chúng nó hẳn sẽ quyến rũ lòng các ngươi hướng theo các thần của chúng nó. Solomon trìu mến những người nữ ấy. Người có 700 hoàng hậu và 300 cung nữ. Chúng nó bèn làm cho người trợ lòng. Trong buổi già yếu, các hoàng hậu của Solomon dụ lòng người đi theo các thần khác. Đối cùng Jehovah Đức Chúa Trời mình, lòng người chẳng chọn lành như thể lòng của David là cha người. Vì Solomon cúng thờ Astarte, nữ thần của dân Sidon, và thần Milcom là thần đáng gớm ghiếc của dân Ammon. Astoreth ở đây là một nữ thần, và như nữ thần Ishtar ở Babylon, Isis ở Ai Cập, người La Mã gọi cô ấy là Diana, và người Hy Lạp là Artemis, và biểu tượng là Venus. Milcom ở đây là nam thần, và từ gốc của nó có nghĩa là vua hay thần ban. Nó chính là vị thần gọi là Moloch hoặc Nimrod ở Babylon, Osiris ở Ai Cập và Baal, có chút giống với thần Zeus trong văn hóa Hy Lạp và Jupiter trong văn hóa La Mã, biểu tượng là thổ tinh Saturn. Đoạn kinh thánh đã cho thấy rõ ràng, Solomon yêu những người phụ nữ Ai Cập và bắt đầu tôn thờ những vị thần giả này. Hai đoạn khác từ Kinh Thánh đề cập trực tiếp đến biểu tượng ngôi sao hoặc ấn phong của Solomon hoặc bùa hộ mệnh của thổ tinh. Trái lại, các ngươi đã khiêng nhà tạm của vua mình, khám của thần tượng mình và ngôi sao của thần các ngươi mà các ngươi đã làm cho mình. Amos 5, câu 26. Trong một đoạn khác, ngay trước khi bị dân Do Thái ném đá đến chết, Stephen đã tố cáo những người lãnh đạo Do Thái, thế mà các ngươi lại khiêng kiệu của thần Moloch và ngôi sao của thần Ramphan, tức là những hình tượng mà các ngươi làm ra để thờ. Sách Công Vụ 7, câu 43. Như bạn thấy, ngôi sao trong Kinh Thánh có tương quan trực tiếp đến thần Moloch và Ramphan. Ramphan là một từ khác của thổ tinh Saturn. Nếu bạn nghiên cứu hình học của ngôi sao, bạn sẽ nhận ra nó có 6 điểm, tạo thành 6 tam giác đều, và bên trong của nó tạo thành một lục giác 6 cạnh. 6 điểm, 6 tam giác, 6 cạnh của hình lục giác tương đương với 666. Con số cụ thể mà Kinh Thánh chỉ định làm dấu của con thú hoặc số của Lucifer. Như trong Mặc Khải đã nói, đây tỏ ra sự khôn ngoan. Kẻ nào thông minh, hãy tính số con thú, vì đó là một số người. Số nó là 666, Khải Huyền 13 câu 18. Sách Các Vua trong Kinh Thánh đã liên kết cụ thể Solomon với con số này. Số lượng vàng mà vua Solomon thu nhận hàng năm cân nặng khoảng là 666 tấn. Kinh Thánh nói cụ thể rằng chính Solomon đã sử dụng ngôi sao chứ không phải David. Trên thực tế, không có bằng chứng nào cho thấy David có liên quan gì đến ngôi sao này. Chúng ta đã thấy cách mà hội tam điểm đã bị xâm nhập và cướp quyền bởi âm mưu của hội kín Illuminati nhà Rothschild. Đây là những gì mà Albert Pike, thành viên hội tam điểm vào những năm 1800, đã nói về hội kín. Tam điểm là một cuộc tìm kiếm ánh sáng. Cuộc tìm kiếm đó dẫn chúng ta trực tiếp quay lại, như bạn thấy, chính là Kabbalah. Kabbalah là chìa khóa của khoa học huyền bí. Triết lý thực sự được Solomon biết đến và thực hành là cơ sở mà hội tam điểm từ đó được lập nên. Không chỉ bản thân Albert Pike là người tiết lộ mối liên hệ giữa Solomon tam điểm và Kabbalah, chủ nghĩa biểu tượng của hội tam điểm và Illuminati đều trùng lặp với các chủ đề lặp đi lặp lại của Saturn và số học 666. Bạn thấy đấy, điều mà Pike thực sự đề cập ở đây là các thực hành huyền bí của Solomon được bắt nguồn từ người Ai Cập cổ đại và Babylon, và việc bí mật thờ thần Saturn, hay còn gọi là Moloch, hoặc Baal, hoặc Nimrod. Vào năm 2012, NASA đã phát hành một hình ảnh CGI khác, lần này là cực bắc của Saturn, thổ tinh. Ngoài việc trông rất giả tạo và vô lý, hình ảnh còn giới thiệu với thế giới cái thứ được gọi là hình lục giác của Saturn. Như bạn có thể thấy, khi nối các đường trong một hình lục giác sáu cạnh, nó sẽ tạo ra các hình dạng khác. Đầu tiên là một khối lập phương bằng cách nối ba đường, và sau đó là một ngôi sao sáu cánh hoặc sáu cạnh bằng cách nối sáu đường. Nghiên cứu từ gốc của Kabbalah,
tôi sớm nhận ra rằng Kaaba trong tiếng Ả Rập có nghĩa là khối lập phương và Allah có nghĩa là thần. Do đó, bản dịch theo nghĩa đen của Kabbala trong tiếng Ả Rập có nghĩa là thần, khối lập phương. Và sau đó tôi chợt nhận ra tôi đã nhìn thấy khối lập phương trước đây. Trên thực tế, tôi đã thấy nó ở khắp mọi nơi. Đây là khối lập phương hoặc Kaaba ở Mecca, một phần trong nghi lễ thờ cúng của người Hồi giáo. Như bạn có thể thấy, những người thờ phục quanh khối lập phương tạo thành những vòng tròn xung quanh nó, giống như những vòng tròn của thổ tinh. Đây là những người Do Thái chính thống trong buổi cầu nguyện sáng, dùng tefillin hay khối lập phương màu đen với các cuộn dây bên trong, gắn trên trán của họ. Đây là giáo hoàng với con dấu sáu cánh của Solomon trên mũ của mình. Điều thú vị là nếu bạn lấy hình dạng 2D của cây thánh giá và bắt đầu gấp nó thành hình 3D, nó sẽ tạo ra một khối lập phương. Trong Ấn Độ giáo, ngôi sao sáu cánh thường được gọi là Chakon. Đó là sự hợp nhất của Shiva đại diện cho người nam và Shakti đại diện cho người nữ. Hindu cũng gọi Shiva là Kabbala, Ishwara, chúa tể của Kabbala. Và bạn có biết rằng có những tượng đài khổng lồ hình khối đen trên khắp thế giới không? Đây là đài tưởng niệm 9 tháng 11, nhìn từ trên cao, một khối đen ngược trong một khối đen ngược khác. Hơn nữa, thuyết biểu tượng Saturn không chỉ dành riêng cho các tôn giáo và đài tưởng niệm. Ngay cả cuộc sống hàng ngày của một người được gọi là vô thần cũng đầy rẫy các biểu tượng của Saturn. Và điều này không chỉ giới hạn ở bản thân khối lập phương hay ngôi sao, các vòng tròn Saturn cũng cư trú trong thế giới hàng ngày của chúng ta. Tất cả chúng ta đều sống trong biểu tượng của Saturn mà không nhận ra nó. Biểu tượng của Saturn không thể tách rời khỏi số 6. Saturn thổ tinh là hành tinh thứ 6 tính từ mặt trời trong mô hình nhật tâm. Ngoài ra, ngày Saturn hay cái mà chúng ta gọi ngày nay là ngày thứ 7, là ngày thứ 6 trong tuần. Nếu bạn nhìn kỹ hơn vào biểu tượng hội tam điểm, nó thực sự là một ngôi sao 6 cánh cách điệu. Khi liên kết các chữ cái đánh phần ra từ Mason trên tờ $1, bạn sẽ nhận ra được một sao sáu cánh với con mắt của sự quan phòng hay con mắt của Horus được đánh dấu đặc biệt. Horus, một lần nữa, lại là một vị thần Ai Cập. Saturn thổ tinh cũng trở nên không thể tách rời với Satan hay Lucifer, như Manly P. Hall viết. Saturn cũng đã được liên kết với Satan, và điều này vì nhiều lý do. Đầu tiên, nhiều tác giả cho rằng Satan có nguồn gốc từ từ Saturn. Thứ hai, Saturn gắn liền với màu đen, cũng giống như Satan. Thứ ba, người xưa gọi Saturn là hành tinh xa nhất mặt trời. Mặt trời gắn với cái thiện. Do đó, Saturn là thiên thể ít được tiếp xúc với ánh sáng thần thánh của mặt trời, và do đó gắn liền với sự lạnh lùng và cái ác. Cuối cùng là thần Pan vĩ đại, vị thần có cái sừng đại diện cho Saturn trong tà giáo cổ đại. Sinh vật nửa người nửa dê này được coi là tổ tiên của những mô tả hiện đại về Saturn ngày nay. Pan là một sinh vật tổng hợp. Phần trên trừ sừng là người, và phần dưới là hình dê. Các ống của Pan biểu thị sự hài hòa tự nhiên của quả cầu, và bản thân vị thần là biểu tượng của Saturn, vì hành tinh này chỉ vì trong chòm sao Market có biểu tượng là một con dê. Pan tà giáo cũng có những bề ngoài khác như Baphomet, nửa người nửa dê, có liên quan tới Satan và Moloch. Giống như Saturn, biểu tượng học của hội tam điểm Illuminati rất phổ biến trong xã hội của chúng ta dưới dạng các logo của các công ty. Như Albert Pike đã nói, tam điểm là triết lý đi theo triết lý Solomon. Nó cũng không thể tách rời khỏi biểu tượng của chủ nghĩa Satan. Đây là một số logo công ty được công nhận nhiều nhất mà chúng ta đã bắt gặp trong xã hội ngày nay. Chuyển đổi từ nhận diện của các biểu tượng linh vật cũ và nhấn mạnh vào 666. 666 hoặc dấu của con thú được lặp lại trong suốt các logo của các tập đoàn lớn. Ví dụ, World Wide Web hay www trong bảng chữ cái Do Thái là 666. Nó cũng được sử dụng cho biểu tượng đồ uống tăng lực Monster. Nó cũng là một mô típ lặp đi lặp lại cùng với biểu tượng độc nhãn quan phòng. Nhiều người nổi tiếng và chính trị gia đã được chụp ảnh làm dấu hiệu bàn tay 666 quanh mắt.
hình tay số 6 và 3 ngón tay ám chỉ đơn vị trục, hay nói cách khác là 666. Zechariah 11 câu 17 đề cập đến con mắt, cụ thể liên quan đến sự xa cách Chúa và sự thờ phượng Satan. Khốn thay cho kẻ săn vô ích bỏ bầy mình. Gươm sẽ ở trên cánh tay nó và trên con mắt hữu nó. Cánh tay nó sẽ khô cạn và con mắt hữu nó sẽ mù cạn. Và như chúng ta lại thấy, nhiều celeb và những người nổi tiếng che một mắt, một cử chỉ bày tỏ lòng kính trọng đối với con mắt của Horus, con mắt của sự quan phòng và con mắt bên phải bị mù của Satan. Chúng ta cũng thấy nhiều người làm sừng Canuto Hostein đại diện cho Satan. Chủ nghĩa biểu tượng chính xác là có mặt ở khắp mọi nơi. Chẳng hạn, tại sao hội trường của Vatican lại trông giống như một con rắn? Những hình giống như một con rắn đằng sau ngai vàng là ý gì? Và tại sao ban đầu kính thiên văn của Vatican lại được đặt tên là Lucifer? Tôi có thể nói mãi không hết về sự phong phú của các biểu tượng Satan, Saturn trong nền văn hóa của chúng ta, từ sự phổ biến của các tượng đài Ai Cập cho đến các cử chỉ bí mật như lời thề im lặng và một bàn tay ma quỷ ẩn giấu. Nhưng tôi nghĩ bạn hiểu rồi. Và có vô số thông tin trên mạng nếu bạn muốn theo đuổi nghiên cứu của riêng mình. Video này chỉ được coi là một cái nhìn tổng quan rất cơ bản về chủ nghĩa biểu tượng này. Nó trở nên khó hiểu bởi vì cùng một biểu tượng của Saturn hoặc Satan cứ xuất hiện trong các thời đại và nền văn hóa khác nhau dưới những chiêu bài khác nhau. Giống như Bauer đã đổi tên thành Rothschild, việc thờ thần Saturn đã trải qua rất nhiều lần lặp đi lặp lại và thay đổi khác nhau đến mức rất khó theo dõi. Tôi cảm thấy rằng điều này là cố tình. Và vấn đề là ở đây, những gì nhà Rothschild đạt được với việc thành lập ngân hàng tập trung và đảng phái Cabal Illuminati của họ gồm các nhà lãnh đạo được kiểm soát trong mọi ngành công nghiệp, chẳng hạn như nhiên liệu hóa thạch, y tế và giáo dục, là một hình thức xâm nhập được ngụy trang và thực hiện một cách thành thạo. Họ đã kiểm soát việc tiếp cận kiến thức của chúng ta ngay từ đầu. Bảo tàng lịch sử tự nhiên tại Ice Ring thuộc về nam tước Rothschild thứ hai và nằm trong một ngôi nhà của gia đình Rothschild. Liên minh các quốc gia đã tổ chức lễ thành lập tại sảnh trung tâm bảo tàng lịch sử tự nhiên. E.L. Rothschild, một công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư tư nhân cho gia đình, được tài trợ và thành lập bởi Sir Evelyn de Rothschild và Lynn Forrester de Rothschild, giám sát một loạt các khoản đầu tư toàn cầu của nhà Rothschild. Công ty hiện có lợi ích trong lĩnh vực truyền thông, bất động sản, nông nghiệp và hàng xa xỉ, với vị trí quan trọng trước đây trong dịch vụ tài chính, công nghệ và truyền thông. Họ thậm chí sở hữu 70% của trung tâm thời tiết và tất cả các thông tin truyền thông của nó. Cho đến ngày nay, nhà Rothschild sở hữu hơn 160 ngân hàng trung ương và kiểm soát tài chính của phần lớn các quốc gia trên trái đất. Vào năm 2000, chỉ có một số quốc gia không thành lập ngân hàng trung ương. Bất kỳ quốc gia nào chống lại mong muốn kiểm soát của họ đều bị cấm đoán từ các phương tiện truyền thông và thường bị đánh bom dưới danh nghĩa chiến tranh hoặc khủng bố. Đến đây, mọi thứ đã bắt đầu sáng tỏ với bạn chưa? Như chúng ta đã thấy trong tập trước, tất cả các cuộc chiến đều được dàn dựng một cách có chủ ý, cũng như tất cả chính trị. Các lực lượng đối lập của cánh tả hay cánh hữu chính trị đều là sân khấu để tạo ra ảo tưởng về sự lựa chọn. Tất cả họ đều là những người chơi trên đấu trường thế giới mà quyền tự chủ và điều hành thực sự bị giới hạn bởi giới quyền lực tinh hoa như nhà Rothschild. Điều này cũng đúng với các tập đoàn, sản phẩm và các truyền thông. Ảo tưởng về sự lựa chọn
trong khi trên thực tế, tất cả chúng đều thuộc sở hữu của cùng những công ty trên đỉnh và rơi vào túi của giới thượng lưu Rothschild. Bạn có thể tự mình khám phá điều này chỉ bằng cách theo dõi dòng tiền. Mục đích chính của đảng phái Cabal Illuminati là thiết lập Novus Ordo Seclorum, như đã ghi trên tờ $1 và có nghĩa là trật tự mới của thời đại hay một trật tự thế giới mới. Kế hoạch của trật tự này là thành lập một chính phủ toàn cầu, một thế giới, với quân đội thế giới, ngân hàng trung ương, giáo dục, sức khỏe và tôn giáo. Ở đây chúng ta có thể thấy cựu Tổng thống Israel Shimon Peres, một con rối của nhà Rothschild, đã gặp gỡ giáo hoàng để thảo luận về việc thống nhất tất cả các tôn giáo theo một tôn giáo thế giới. Và tôi có thể cá với bạn rằng tôn giáo thế giới này sẽ mang biểu tượng của Saturn. Một lần nữa, tôi sẽ không đi sâu vào chủ nghĩa toàn cầu và kế hoạch thiết lập trật tự thế giới mới. Có rất nhiều tài liệu trên Internet nếu bạn quan tâm. Nhà Rothschild và Rockefeller chỉ là một trong số nhiều gia đình ưu tú Cabal cai quản, điều hành và thống trị thế giới của chúng ta. Để mà nói hết về sự phức tạp của điều này, sẽ cần đến một chuỗi video riêng. Mục tiêu chính của tôi là cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về phức hợp quyền lực của Rothschild và sự nắm quyền của nó đối với thế giới của chúng ta, đồng thời cho bạn thấy sự phổ biến của biểu tượng Satan bắt nguồn từ phức hợp quyền lực này, vì nó là chìa khóa để hiểu sự dối trá đằng sau mô hình nhật tâm của trái đất và tại sao họ cố tình che giấu rằng trái đất của chúng ta là một mặt phẳng giống như một chiếc đĩa phẳng. Mặc dù được nghiên cứu và sử dụng bởi các giáo phái khác nhau ngày nay, Kabbalah không chỉ dành riêng cho Do Thái. Nó có những ràng buộc vượt ra ngoài đạo Do Thái. Chủ nghĩa thần bí của người Do Thái bắt nguồn từ những người Israel, bộ giáo, người Ai Cập, người Canaan cổ đại trong thời đại của các tôn giáo rắn của người Ammonite, của người Canaanite và người Ai Cập. Tất cả đều theo dấu vết trở lại Babylon. Và như tôi đã cho các bạn thấy, điều này được thể hiện rõ ràng trong tính biểu tượng. Liệu điều này có nghĩa là tất cả những người Do Thái Kabbalah chính thống đều bí mật tôn thờ thần Satan hay Satan không? Không, những gì mà Rothschild và những con rối của họ đã đạt được thành công là sự tôn sùng trên toàn thế giới đối với Satan hoặc Satan dưới nhiều dáng vẻ khác nhau của nó thông qua sự lừa dối và xâm nhập mà cả thế giới không hề hay biết. Tôi không gợi ý rằng những người Do Thái nói chung tôn thờ Satan, đặc biệt là trong nghiên cứu của họ về Kabbalah, và tôi cũng không gợi ý rằng những người Hồi giáo trong lời cầu nguyện của họ với Kaaba hoặc những người Công giáo đến thăm Vatican đều là những người theo đạo Satan. Tôi đang cho các bạn thấy rằng, dù không biết, nhưng tất cả chúng ta, theo một cách nào đó, đang cống hiến năng lượng và sự tôn thờ của mình cho dòng dõi Satan mà không hề nhận ra. Ngay cả khi bạn là một người theo chủ nghĩa vô thần, khối lập phương màu đen và những vòng tròn Satan vẫn rất phổ biến trong cuộc sống của bạn, đến nỗi bạn có thể mặc quần áo với biểu tượng đó mà không hề nhận ra. Bây giờ là lúc quan trọng để quay trở lại vụ nổ Big Bang. Như tôi đã đề cập trong tập trước, Kabbalah Ein Sof cung cấp cho chúng ta hai kết luận rằng một là vụ nổ Big Bang đã chứng minh Kabbalah và những lời dạy của nó, hoặc thuyết vụ nổ Big Bang là bị đánh cắp khỏi từ kinh Kabbalah. Nhưng bạn thấy đấy, có lẽ còn có một kết luận còn nham hiểm hơn đằng sau điều này. Có lẽ, và chỉ có lẽ thôi, các kẻ Cabal hiện đại, hoặc cụ thể hơn là tổ hợp Satan Illuminati, đã tìm ra cách để buộc niềm tin của họ lên người khác bằng cách đổi tên quan điểm của họ thành khoa học. Có lẽ chủ nghĩa vô thần hoàn toàn không phải là chủ nghĩa vô thần, mà là một hình thức lừa đảo của sự thờ phượng Satan, thần Satan, khuyến khích mọi người từ bỏ ý tưởng về Thượng Đế và sự sáng tạo và chấp nhận sự ngẫu nhiên, chủ nghĩa hư vô hoặc ý tưởng về sự hư vô, và đạt được không gì khác bởi thông qua sự kiểm soát rộng rãi của thể chế và thâm nhập vào khoa học của nhà Rothschild, Rockefeller và những con rối khác. Và khi gặp bất kỳ sự phản đối dưới dạng sỉ nhục từ cái gọi là cộng đồng khoa học, mà nói một cách ngắn gọn là chủ nghĩa vô thần hợp pháp hóa một cách trùng hợp. Còn về tất cả những nhân vật khoa học lớn đã ủng hộ mô hình nhật tâm và lý thuyết về vụ nổ Big Bang thì sao? Ồ, đây là một bức ảnh chụp cảnh Albert Einstein của chủ nghĩa phục quốc Do Thái đang ăn tối với lãnh chúa Rothschild, Isaac Newton ở trong hội Tam Điểm và cũng rất quan tâm đến những điều huyền bí, và tất cả những nhân vật đứng đầu và phi hành gia lớn của NASA đều thuộc hội Tam Điểm và công khai biểu thị điều này, cũng như Neil deGrasse Tyson. Tồn tại một tổ chức được gọi là Liên minh chống phỉ báng,
hoạt động như một công cụ để cố gắng thuyết phục mọi người rằng bất kỳ đề cập nào về Rothschild và các đồng minh của họ đều là một cuộc tấn công chống lại tất cả người Do Thái. Ấy vậy mà bạn có nhớ trong lịch sử, cuộc thảm sát Holocaust do nhà Rothschild giàn dựng và cũng được kiểm soát bởi tổ hợp truyền thông Rockefeller Rothschild, tất cả các phương tiện truyền thông chính thống lớn đều có thể được truy xuất quay trở lại sự kiểm soát của họ, như David Rockefeller đã phát biểu tại hội nghị Bilderberg năm 1991. Chúng tôi rất biết ơn bài đăng của Washington Post, tờ New York Times, Times Magazine và các ấn phẩm tuyệt vời khác mà các giám đốc đã tham dự vào cuộc họp của chúng tôi và tôn trọng lời hứa của họ trong suốt gần 40 năm. Chúng ta sẽ không thể phát triển kế hoạch của mình cho thế giới nếu chúng ta bị soi mói bởi công chúng trong suốt những năm đó. Nhưng thế giới hiện nay tinh vi hơn và chuẩn bị tiến tới một chính phủ thế giới. Chủ quyền siêu quốc gia của tầng lớp trí thức tinh hoa và các ngân hàng thế giới chắc chắn thích hợp hơn quyền quốc gia tự quản đã được thực hiện trong nhiều thế kỷ qua. Câu chuyện chính thống được kiểm soát nói rằng nhà Rothschild là người Do Thái, nhưng họ không phải. Họ là những người theo chủ nghĩa Satan. Satan là một tôn giáo ẩn đang cai trị thế giới và sự hiện diện của nó rất phổ biến và ngấm ngầm dệt vào kết cấu cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đến độ kinh ngạc, phương pháp kiểm soát của nó chủ yếu xoay quanh sự lừa dối. Đúng như tình báo Israel nói, bằng lừa dối, ngươi sẽ gây chiến. Và tôi muốn bạn thực sự thấm nhuần điều này. Hãy tưởng tượng nếu bạn quyền lực đến mức bạn thực sự sở hữu phần lớn các quốc gia trên trái đất và hầu hết GDP trên thế giới. Nếu bạn có một chương trình kế hoạch, có điều gì có thể ngăn cản bạn không? Liệu những người có quyền lực hoặc danh tiếng có thể lên tiếng chống lại bạn mà không để lại hậu quả nghiêm trọng hay không? Thực sự cân nhắc về lượng của cải và quyền lực đó đi. Nó ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Chúng ta đã bị lừa dối về bản chất thật của trái đất của chúng ta. Và tôi hiểu rằng những gì tôi đang nói với bạn nghe có vẻ ảo ma và lố bịch như khi lần đầu tiên tôi đề cập rằng trái đất là phẳng. Và tôi biết bạn đang chuẩn bị tắt video này và gói gọn nó thành một thuyết âm mưu rác rưởi. Nhưng hãy để tôi nói với bạn điều này, những âm mưu là có thật, chính việc thiếu bằng chứng khiến chúng trở thành một lý thuyết. Hãy cứ ở lại với tôi. Như tôi đã nói lúc trước, bạn không thể nói cho mọi người biết sự thật, bạn phải cho họ thấy. Đừng nghe lời tôi nói mà tin. Tôi không thể chỉ tuyên bố rằng có một nhóm người ưu tú tôn thờ Satan và đã hoạt động xuyên thời gian bằng cách đánh lừa mọi người về bản chất thực sự của thế giới, và rằng họ có toàn quyền kiểm soát tất cả thông tin mà chúng ta nhận được. Chủ nghĩa biểu tượng Satan thịnh hành và lịch sử của nhà Rothschild là không đủ bằng chứng hoặc chứng cứ. Nếu Satan là có thật, thì tôi cần phải cho bạn thấy sự xấu xa thực sự của sự thờ phượng này trước khi cho bạn thấy những gì họ đã che đậy bằng NASA. Hãy đến với phần 7 cùng tôi. Chúng ta đã gần vượt qua được cái hang thọ này rồi. Trong năm 2016, trước cuộc bầu cử tổng thống giữa Donald Trump và Hillary Clinton, WikiLeaks đã công bố hàng nghìn email bị rò rỉ, gửi và nhận bởi Đại hội Quốc gia Đảng Dân Chủ. Nhiều email trong số này đến từ tài khoản của Giám đốc Chiến dịch Tranh cử của Clinton, John Podesta, người có kinh nghiệm chính trị lâu năm và là Giám đốc tham mưu cho Clinton và Ủy viên Hội đồng của Barack Obama. Các email tiết lộ tham nhũng ở trung tâm của quỹ Clinton và mối quan hệ của Đảng Dân Chủ với giới truyền thông và ngân hàng. Nhưng có điều gì đó khác ẩn sâu bên trong những email này. Khi nhiều người bắt đầu tìm kiếm nội dung email của Podesta, họ phát hiện ra những từ khóa kỳ lạ như pizza và các món ăn khác. Các câu chẳng hạn như, người môi giới đã tìm thấy một chiếc khăn tay, tôi nghĩ nó có một bản đồ có vẻ liên quan đến pizza, và tôi đang mơ thấy quầy bán xúc xích của bạn ở Hawaii, và tôi coi kem, việc mua và tiêu thụ nó là công việc kinh doanh nghiêm túc. Và tôi nghĩ Obama đã chi 65.000 trong tiền đóng thuế để bay trong pizza dog từ Chicago cho một bữa tiệc riêng tại Nhà Trắng cách đây không lâu. Tôi cứ nghĩ là chúng ta vẫn dùng chung một kênh. Trong số 2.060 email Podesta của WikiLeaks, có 149 đề cập đến pizza, 73 đề cập đến xúc xích, 85 đến format, 78 đến mì ống, 41 đến sốt và 84 đến kem,
và 47 đến quả óc chó. Tất cả đều nằm trong những ngữ cảnh rất kỳ lạ, không liên quan gì đến thức ăn. Ai lại ngồi trong văn phòng rồi mơ về quầy bán xúc xích ở Hawaii, hoặc sắp xếp để lấy pizza trong một giờ? Và tại sao John Podesta, anh trai của ông ta, Tony Podesta và các nhân viên của họ lại phát cuồng với pizza đến vậy? Pizza và xúc xích mà bạn nhìn thấy thực sự là mật mã cho một thứ khác. Bạn có thể chưa bao giờ nghe nói về điều này bởi vì bạn không phải là một kẻ ấu dâm ghê tởm, nhưng giống như thế giới của mafia, ấu dâm cũng có ngôn ngữ và mã riêng của nó. Để thực sự hiểu được điều này, chúng ta cần xem xét kỹ hơn vào James Alafantis và nhà hàng pizza Comet Ping Pong ở Washington DC, được đề cập đến rất nhiều lần trong email và thường được sử dụng để tổ chức các bữa tiệc gây quỹ của Clinton và Obama. Xin giới thiệu James Alafantis. Vào năm 2012, tạp chí GQ đã mô tả anh ta là một trong 50 người đàn ông quyền lực nhất ở Washington DC. Làm thế nào mà một chủ cửa hàng nhỏ lại có thể lọt vào danh sách này? Chúng ta hãy nhìn vào hình ảnh của chính nhà hàng này. Đây là một tác phẩm nghệ thuật của Arrington D. Dionzo, bao phủ toàn bộ không gian tường trong nhà hàng. Những hình người rùng rợn có sừng và giữ cái đầu trong tay. Và tôi cũng không phải là fan hâm mộ của Trump. Tôi đoán là cũng không tệ lắm. Nhưng những bức tranh này chắc chắn không phù hợp cho một nhà hàng dành cho gia đình. Còn một số ban nhạc chơi thường xuyên tại Comet thì sao? Những hình ảnh máu me ghê tởm có vẻ như không dành cho mọi lứa tuổi như đã được đề xuất. Tuy nhiên, khi nhìn sâu hơn và xem các trang Instagram của nhà hàng và của Alifantis mà bây giờ đã bị xóa rồi, thì mọi thứ trở nên trúc chắc hơn. Tại sao có quá nhiều em bé vậy? Tại sao lại nhắc đến mấy thứ tình dục ghê tởm gắn với hình pizza? Tại sao lại có một bé gái mặc áo phông có ghi chữ pizza slut? Và tại sao bạn bè của anh ta gọi đây là phòng xử, killing room? Và chỉ cần rửa sạch nó khi hoàn tất? Sao mà cuồng những con gấu trúc kỳ lạ và những chiếc quan tài nhỏ làm gì? Và gã này đang làm cái quái gì vậy? Điều này đã thúc đẩy tôi quay lại và xem xét kỹ hơn thị hiếu nghệ thuật của Alifantis, trò giải trí cao cấp hơn của Comet Ping Pong và anh em nhà Podesta. Tôi tình cờ nhìn thấy tấm áp phích này cho Comet Ping Pong, trông giống như các cơ thể trôi tách ra khỏi một cơ thể trung tâm và trở nên mờ đục hơn qua mỗi lần tách. Thông qua hình ảnh này, tấm áp phích đề cập trực tiếp đến tác phẩm của Kim Noble, một họa sĩ mắc chứng rối loạn nhận dạng phân ly và có hơn 13 tính cách khác nhau. Kim là nạn nhân của lạm dụng tình dục theo nghi lễ Sa Tăng và kiểm soát tâm trí dựa trên chấn thương. Cô ấy đã công khai thảo luận về vấn đề này và gợi nhớ đến điệp vụ kiểm soát tâm trí cực đoan của CIA trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, cùng một điệp vụ được nhắc đến trong Clockwork Orange của Kubrick. Những bức tranh này rất đáng lo ngại và nó khiến tôi cảm thấy buồn nôn chỉ khi nhìn vào thôi. Thật thú vị, đây là một trong những tác phẩm được gọi là chìa khóa. Hãy chú ý đến Sephiroth hoặc cây sự sống của Kabbalah kìa. Tại sao áp phích của Comet Ping Pong lại đề cập đến tác phẩm này? Và liệu đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Có lẽ không phải. Alifantis sở hữu một phòng trưng bày nghệ thuật có tên là Strand on Volta ở Washington DC. Anh em nhà Podesta là cộng sự thân thiết của Alifantis và là người chủ trì các bữa tiệc pizza thường xuyên tại nhà của Tony Podesta. Tony Podesta là một nhà vận động hành lang chính trị và là nhà sưu tầm nghệ thuật. Đây là ông ta đang đứng bên một tác phẩm lớn treo trên trần nhà trong nhà của mình. Nó được gọi là vòng cuồng loạn với một cơ thể không đầu uốn éo và vặn vẹo. Nó cũng ám chỉ đến tên giết người hàng loạt Jeffrey Dahmer, kẻ đã để nạn nhân của hắn trong tư thế tương tự, và gợi nhớ đến bộ phim Quỷ Ám về một cô gái trẻ. Các tác phẩm nghệ thuật khác được trưng bày trong nhà của Podesta là của họa sĩ người Serbia Dijana Djurjevic. Đây là một số tác phẩm của ông ta. Podesta và vợ cũng là những người hâm mộ lớn của Patricia Piccinini. Đây là một số tác phẩm nghệ thuật của bà ta. Một lần nữa, điều này làm cho tôi cảm thấy buồn nôn, và tôi không biết tại sao ai đó lại muốn thu thập những thứ này và trưng bày nó một cách tự hào trong nhà của họ. Đây không phải là nghệ thuật, mà là kỳ cục, và rõ ràng là ám chỉ đến lạm dụng trẻ em.
Và sau đó là đến những người biểu diễn thường xuyên tại Comet Ping Pong. Đây là một người trong số đó phát biểu. Chào mừng những con người thân thiện đến với pizza và ping pong. Có ai trong số các bạn đã thưởng thức món pizza đặc biệt này ở đây tối nay chưa? Không, cô ấy không làm vậy. Cô ấy đã bám lấy đứa trẻ đó cho đến cuối cùng. Và điều thực sự điên rồ là, đấy là sau khi nó được sinh ra, tôi đã phải đặt cái thứ chất tiệt đó xuống. Dùng an thần, cái dây chất tiệt này. Tôi đã nghĩ đây có phải là điều xảy ra khi... Rồi nó liên tục nói gu gu ga ga, mấy cái tiếng kêu như vậy đấy. Họ có ý gì khi nói rằng phải đặt cái thứ chất tiệt đó xuống khi nhắc đến một đứa trẻ sơ sinh? Và một lần nữa, đây chẳng giống một nơi thân thiện với gia đình, nơi mọi lứa tuổi nên được chào đón. Cái này là rất đáng sợ. Không lâu sau khi WikiLeaks tung ra các email của Podesta, một người bắt đầu ghép 2 và 2 lại với nhau, và cứ như vậy, Pizzagate ra đời. Qua rất nhiều nghiên cứu và điều tra đã phát hiện ra rằng có một mạng lưới buôn bán trẻ em khổng lồ đang diễn ra ở trung tâm của Washington DC và liên quan đến việc lạm dụng tình dục trẻ em và tra tấn chúng, và rằng Podesta, Clinton, Obama và các quan chức dân chủ khác đều là một phần trong đó. Tất cả những đề cập kỳ lạ này đến thực phẩm như pizza, kem, gà, sốt óc chó, mì ống, xúc xích, không gì khác ngoài sở thích của những kẻ ấu dâm. Họ sử dụng những mã này để liên lạc, che giấu mọi thứ trong tầm nhìn dễ thấy và đánh lừa quần chúng, nghĩ rằng họ chỉ đơn giản là thích ăn pizza. Lúc đầu, tôi đã rất khó khăn mới tiếp nhận được, nhưng có rất nhiều điều không ổn chút nào. Chẳng hạn, tại sao một trong những email của Podesta lại nói câu vẫn ở trong phòng tra tấn, và cái phòng được cho là phòng xử, killing room trên Instagram của Elephantis là sao? Và sau đó là email này, tại sao một cộng sự thân cận của Hillary Clinton lại gửi email cho bà ta để nói rằng họ sẽ hy sinh một con gà cho Moloch ở vườn sau? Ai lại nói chuyện kiểu như thế này? Và đây, tham chiếu đến Moloch. Thứ mà chúng ta chưa khám phá trong tập trước, nhưng quan trọng và cần phải nói đến ngay bây giờ là Moloch, Saturn, Baphomet, Baal, Nimrod đều có một điểm chung khác nữa ngoài việc là quỷ thần và đồng nghĩa với Lucifer. Tại sao Kinh Thánh gọi Milcom là sự ghê tởm? Bạn thấy đấy, Moloch, Milcom, Saturn, Baal là những vị thần liên quan đến hiến tế trẻ em. Jeremy 32-35 có ghi: chúng nó đã xây các nơi cao của ba anh trong nơi trũng con trai Hinnom, khiến con trai con gái mình qua lửa, dâng cho Moloch, là điều ta không truyền dạy. Ta chẳng hề nghĩ đến rằng chúng nó có thể phạm một sự gớm ghiếc dường ấy mà làm cho Judah phạm tội. Đây là lý do tại sao Saturn trong các bức tranh cổ được vẽ như là đang ăn thịt một đứa trẻ con, và chúng ta thấy mọi người hiến tế một đứa trẻ ở đây như một vật hiến tế cho Moloch. Nó ngày càng trở nên rõ ràng hơn là một điều gì đó rất tồi tệ đang diễn ra, và rất nhiều người bắt đầu cùng nhau ghép những câu đố hóc búa của Pizzagate. Nhưng rồi, điều không thể tránh khỏi đã xảy ra. Truyền thông, như cách họ vẫn luôn làm, can thiệp nhanh chóng để làm những gì họ làm tốt nhất, phá vỡ cái gọi là lý thuyết một cách không phù hợp. Hồ sơ độc quyền Kelly vào tối nay về một thuyết âm mưu được gọi là Pizzagate, độc quyền từ chương trình James Elephantis, chủ sở hữu độc quyền của Comet Ping Pong ở Washington, D.C. James, cảm ơn anh rất nhiều vì đã ở đây. Cảm ơn cô đã mời tôi. Thật là một thử thách khủng khiếp. Ý tôi là tất cả những điều đang xảy ra với anh. Vâng, đúng vậy. Và nó bắt đầu bằng hình ảnh của trẻ em và những người khác được lấy từ tài khoản mạng xã hội và tung lên khắp Internet với ý tưởng âm mưu điên rồ. Đầy những lời dối trá về một âm mưu quốc tế bất khả thi rằng có những kẻ buôn bán người liên quan đến Hillary Clinton. Ôi trời, còn anh và những nhà tài trợ đảng Dân Chủ của anh, không có gì bất hợp pháp về điều đó. Nó không khiến anh trở thành kẻ ấu dâm hoặc ai đó thuộc đường dây ấu dâm. Một trong những hình ảnh mà Trey đưa ra trong bản báo cáo, mọi người dùng để chỉ ra đây là bằng chứng. Có một đứa trẻ đang bị dán tay xuống, và anh nói rằng anh có một lời giải thích rất đơn giản cho điều đó. Vâng, tôi rất vui vì cô đã cho chúng tôi lên tin ngày hôm nay. Thật tuyệt vời khi chúng tôi được mời camera của nhà đài vào nhà hàng, bởi vì mọi người có tất cả những ý tưởng này trong đầu.
mọi người sử dụng mạng xã hội. Đây là hình ảnh con đỡ đầu của tôi, ở một nơi hoàn toàn trong sáng. Nó ngây thơ, rất vui vẻ chơi với chị gái của nó. Đứa chị đã dán tay nó xuống bàn, bố mẹ nó ở đó. Tôi đưa cái này lên Instagram của mình với lời chấp thuận của họ. Và mọi người bắt đầu xây dựng những lời nói dối và giả dối về những người vô tội và sau đó lan truyền hình ảnh này trên Internet. Khi mọi người nói về tin tức giả, bạn biết rất nhiều người chỉ đảo mắt và nói rằng ôi, bạn biết đấy, rồi người ta sẽ nhận ra thôi. Sự thật là không phải lúc nào người ta cũng nhận ra. Đó là một đống dối trá và nó rất nguy hiểm. Và bị buộc tội là một kẻ ấu dâm vì anh có email nói về pizza trong khi anh điều hành một tiệm bánh pizza. Họ nói, nhưng pizza trong bối cảnh không phù hợp. Nó là giả, giả, fake. Cảm ơn. Đúng vậy. Như là bị khủng bố. Đã hơn một tháng qua, có những lời đe dọa giết hàng ngày dành cho tôi. Hàng trăm cuộc điện thoại đến cửa hàng yêu cầu đủ thứ ngông cuồng, như gọi pizza phô mát, thứ mà chúng tôi vẫn luôn làm vì chúng tôi là một nơi bán bánh pizza. Đúng, một địa điểm pizza thân thiện với gia đình mà chúng tôi đã tồn tại được 10 năm ở cùng một địa điểm. Vì vậy, thật khó khăn và rất sốc vì giờ đây cộng đồng của chúng tôi đã tập hợp lại xung quanh chúng tôi. Chúng tôi có mọi người đến ăn, có gia đình và trẻ em. Chúng tôi có bảo an riêng, chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng nhân viên của chúng tôi cảm thấy an toàn, cộng đồng của chúng tôi cảm thấy an toàn và rằng khách hàng của chúng tôi cảm thấy an toàn. Vậy điểm mấu chốt là gì, bài học là gì và những gì cần thay đổi? Tôi nghĩ rằng phải có một số cách để phá vỡ những điều này. Không thể để những tin tức kiểu này có thể lan truyền từ người này sang người khác trong một thuyết âm mưu vĩ đại và không có báo cáo, không có khả năng là bất cứ điều gì. Tôi biết Reddit đã cấm chủ đề này trên trang web của nó. Ý tôi là từ từ nhưng chắc chắn, những người hâm mộ nhà hàng đang cố gắng đưa nó trở lại an toàn. Những lo lắng về sự an toàn của những người đang gặp nguy hiểm. Thực sự điều này có thể xảy ra với bất kỳ ai, không chỉ cho chúng tôi, và đó có thể là bất kỳ người nào. Tôi không biết bạn thế nào, nhưng điều này làm tôi khó chịu. Phóng viên này chẳng vạch trần bất cứ điều gì. Cô phản đối rằng đó là giả mạo và miêu tả Alephantis như một nạn nhân mà cửa hàng kinh doanh thân thiện với gia đình đã bị bôi nhọ bởi những lời cáo buộc sai sự thật. Alephantis ở đây là một người kém may mắn, và cho đến thời điểm này, anh ta chỉ là một người đàn ông vô tội, sống cuộc đời làm bánh pizza thôi. Phải rồi, chẳng có điều tra gì về Alephantis ở đây, chẳng thăm dò, chẳng có thách thức bởi truyền thông. Họ chỉ kể một câu chuyện về nạn nhân, rồi la ó khẩu hiệu, tin giả, tin giả, tin giả. Và sau đó là chiêu cờ giả. Cờ giả là một hoạt động được thực hiện với mục đích che giấu nguồn quy trách nhiệm thực sự, và rồi ghim đổ lỗi cho bên thứ hai. Chúng được giới thượng lưu và giới truyền thông đại chúng sử dụng liên tục để kiểm soát câu chuyện và hướng sự chú ý ra khỏi được các loại vấn đề thực sự. Cờ giả, đội lốt, các cuộc tấn công khủng bố, bôi nhọ danh tính và các vụ thảm họa nguy hiểm. Chúng ta sẽ khám phá về giới truyền thông chi tiết hơn trong một tập ở phần sau. Julia lái xe từ Bắc Carolina đến nhà hàng ở Washington. Đó là ngày 4 tháng 12, và một người đàn ông đi từ cửa trước vào nhà hàng đông đúc với các gia đình đang ngồi ăn uống, mang theo một khẩu súng trường AR-15 lớn đã nạp đầy đạn. Qua phòng này à? Vâng, xuống quầy bar này. Tất nhiên anh ta không nhìn thấy cái tầng hầm kinh hoàng vì nó không tồn tại. Tay súng đó đã đến chỗ cửa khóa này. Và lúc đó anh ta bắn khẩu súng trường AR-15 của mình. Anh ta bắn à? Đúng, vào cánh cửa này. Và những viên đạn đã trúng vào hệ thống máy tính của chúng tôi ở đây. Tôi có thể nhìn được không? À vâng, chỉ kiểm tra thôi. Và hệ thống máy tính của chúng tôi vẫn còn đó trong tủ đồ lộn xộn của chúng tôi. Nhưng không có tầng hầm bí mật. Không, vì thế anh ta nhận ra rằng không có gì ở đó. Và ngay lập tức anh ta đặt vũ khí của mình xuống. Và anh ta đầu hàng cảnh sát. Cuối cùng anh ta chỉ bắn vào một chiếc máy tính ư? Vâng. Ồ, tôi thích tính ẩn dụ ở đây. Anh ta bắn vào thứ duy nhất đã thực sự gieo rắc rối ngay từ đầu. The Fancy phủ nhận rằng Comet Ping Pong có một tầng hầm và do đó không thể có phòng giết, Killing Room. Vậy tại sao trong một cuộc phỏng vấn trước đây với tuần báo Metro, Alephantis đã nói về việc cất giữ cà chua trong tầng hầm của nhà hàng? Mấy tiện lợi làm sao khi viên đạn duy nhất do tay súng này bắn ra lại không thực sự gây hại cho một người nào đó mà lại bắn thẳng vào ổ cứng máy tính của Alephantis, loại bỏ mọi bằng chứng khả dĩ có thể tồn tại trong phiên tòa xét xử buôn bán và lạm dụng trẻ em.
Cũng rất thú vị khi truyền thông thực sự chẳng nhắc đến những chi tiết cụ thể trong các email WikiLeaks và tất cả các tác phẩm nghệ thuật kinh tởm ở đó. Tại sao không hỏi Elephantis về tất cả những từ đã nhắc đến như pizza, mì ống và gà? Tôi biết không gì trong những thứ này thực sự có thể chứng minh rằng có một sự thờ phượng Satan và một đường dây buôn bán trẻ em quy mô lớn ở đây. Nhưng chúng ta hãy cứ từ từ. Chúng ta chỉ mới bắt đầu khám phá bản chất thực sự của Pizzagate và những gì WikiLeaks và Comet Ping Pong tiết lộ ra. Hãy xem xét kỹ hơn vào anh chàng này. James Achilles Elephantis là ai? Chúng ta biết anh ta có một người bạn trai lâu năm là David Brock. David Brock sở hữu truyền thông Media Matters, một công ty phi lợi nhuận chuyên giám sát, sửa chữa và phân tích toàn diện thông tin sai lệch trên các phương tiện truyền thông Mỹ. Tiện quá cơ! Anh ta cũng đã từng bị buộc tội ấu dâm và bị phanh phui trong các phiên tòa trước đây với nhiều tài liệu và bí mật công khai. Đây là hình ảnh từ Instagram của Elephantis với David Brock và Linda Forrester Rothschild. Một bài đăng nữa trên Instagram của anh ta cho thấy vài manh mối. Áo phông của người đàn ông trẻ trong hình này có một câu tiếng Pháp "J'aime les enfants", nghĩa là "tôi yêu trẻ em". James Elephantis thực sự có thể là một bút danh và đọc lái của từ "J'aime les enfants" trong tiếng Pháp, có nghĩa là "tôi yêu trẻ em". Cái tên Achilles là gì? À, đây là Maria Achilles Rothschild, mẹ của Evelyn Achilles de Rothschild, người đã sinh ra một đứa con hoang, Louis George Elephantis, vào năm 1915, thừa kế họ của người mẹ vô danh của mình. Cháu của Louis có cùng tên với không ai khác chính là James Achilles Elephantis. Hãy nhìn kỹ hơn vào bức ảnh gia đình Rothschild. Nhân vật mờ ám này có phải là Elephantis? Chúng ta đều biết Rothschild thích thay đổi tên trong dòng dõi của họ. Ngay cả khi anh ta là một người nhà Rothschild, điều đó cũng không có nghĩa là tất cả những người nhà Rothschild đều là những kẻ ấu dâm và theo chủ nghĩa Satan ghê tởm, phải không nhỉ? Hãy quay trở lại năm 1972 và nhìn vào một số hình ảnh của một trong những vũ hội khét tiếng của nhà Rothschild. Lời mời được viết kiểu chữ ngược lại. Sự nghịch đạo là một sở thích lớn đối với những người theo thuyết gia tăng. Điều thú vị là rất nhiều tác phẩm của Kim Noble có gắn với chữ được viết ngược. Đây là những người chủ trì của bữa tiệc. Chúng ta đã nhìn thấy hình ảnh này trước đây. Nửa dê có sừng, nửa người. Và nhìn đi, thêm rất nhiều sừng. Những vị khách này phô diễn vòng tròn Saturn và hình ảnh độc nhãn. Có những thứ trang trí liên quan đến em bé và trẻ em và những cơ thể kỳ dị trên bàn ăn. Đây là một bức ảnh gần đây hơn của người đứng đầu gia đình Rothschild, Jacob Rothschild, với người gọi là nghệ sĩ Marina Abramovic. Họ đang đứng trước một bức tranh có tên Satan triệu tập quân đoàn của mình. James Elephantis cũng đăng một bức tranh của Maria trên Instagram của mình, và đây là lúc mọi thứ trở nên khó tin. Trong các email Podesta, có những tin nhắn được gửi từ Maria Abramovic đến Podesta bày tỏ sự phấn khích của bà ta về sự kiện nấu linh hồn đã được lên kế hoạch tại nhà của bà ta sắp diễn ra. Ngay khi bạn nghĩ rằng nó không thể rùng rợn hơn được nữa, thì nấu linh hồn là cái quái gì vậy? Vào năm 1996, Abramovic đã tổ chức một sự kiện nghệ thuật biểu diễn được gọi là nấu linh hồn. Đây là một cách nói theo kiểu nghi lễ của việc ăn thịt đồng loại. Sự kiện có các hướng dẫn được viết bằng cái gọi là huyết lợn, nói rằng với một con dao sắc bén, cắt sâu vào ngón tay giữa của bàn tay trái của bạn, hãy ăn nỗi đau đó. Nhìn cái này đi, đây không phải là nghệ thuật, đây là bệnh hoạn và kinh tởm. Nhưng những triệu phú và tỷ phú này dường như rất thích nó. Đây là một số gương mặt nổi tiếng tại những bữa tiệc này và những gương mặt khác đã từng làm việc với Abramovic. Nick trên Instagram của bà ta là 666. Bà ta đã làm việc nhiều với Lady Gaga. Gaga từng nói nhiều về việc khỏa thân trong rừng và chiến đấu tự bảo vệ mình. Đây là phương pháp kiểm soát tâm trí dựa trên chấn thương mà chúng ta thấy đi thấy lại nhiều lần. Nhìn kỹ hơn vào ngón tay giữa của Podesta, bên tay trái của hắn trong bức ảnh này. Tại sao anh ta lại có tác phẩm nghệ thuật mô tả việc ăn thịt đồng loại treo trong văn phòng của mình? Tại sao những người này lại tham dự vào các sự kiện nấu linh hồn? Cái này trông chẳng giống nghệ thuật.
Cái này có vẻ giống như đạo gia tăng đối với tôi. Và tiếp là trường hợp của nhà hàng này. Hãy chú ý bức ảnh với Hillary Clinton. Hãy nhìn vào logo của họ. Năm 2007, các tài liệu được giải mật từ FBI nêu ra các ký hiệu phổ biến mà những kẻ ấu dâm sử dụng để giao tiếp và ra hiệu cho nhau. Hình tam giác xoắn biểu thị người yêu bé trai, tròn xoắn là yêu bé trai nhỏ, trái tim trong trái tim là một người yêu bé gái và con bướm là người yêu trẻ em nói chung. Ở đây, trái tim lớn với trái tim nhỏ ở bên trong là biểu thị sự hợp nhất giữa lớn, tức người lớn, và bé, tức trẻ nhỏ. Đây là Pesta Pizza. Pesta Pizza là một từ trong tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là con thú dữ. Hãy để ý hình dạng tam giác. Họ đã thay đổi logo của mình ngay sau khi Pizzagate lộ ra. Tại sao giáo hoàng lại đeo biểu tượng này một cách đầy tự hào? Tại sao Sheila Jackson Lee, thành viên Hạ viện, lại đeo một chiếc nhẫn có biểu tượng trên đó? Tại sao Theresa May đeo biểu tượng vòng xoáy quanh cổ của mình? Và tại sao bà ta lại cố gắng hạ thấp độ tuổi kết hôn xuống 14 tuổi? Tại sao logo của những thương hiệu đồ ngọt và đồ ăn nhẹ nổi tiếng dành cho trẻ em lại có những biểu tượng này? Tại sao chúng lại có trên đồ chơi của trẻ em? Tại sao các cơ quan bảo vệ trẻ em cũng có logo này? Còn Johnson & Johnson thì sao? Tại sao họ lại đặt logo này trên bìm? Ấu dâm và buôn bán trẻ em có thực sự được tổ chức trên quy mô toàn cầu một cách phổ biến như vậy không? Laura Silsby đã bị bắt vì tội buôn bán trẻ em ở Haiti dưới danh nghĩa của quỹ Clinton Foundation và cuối cùng đã bỏ trốn. Keith Renee và nam diễn viên Hollywood Allison Mack đã bị bắt vì điều hành Nixium, một giáo phái buôn bán tình dục có đóng ấn lên nạn nhân của họ. John of God, một người được gọi là người chữa lành ở Brazil, đã bị bắt vì buôn bán người quy mô lớn. Làm thế nào mà điều này lại trở nên phổ biến như vậy? Tại sao các bộ phim của Disney thường xuyên đưa ra các biểu tượng ấu dâm và đề cập đến tình dục và Illuminati? Và tại sao lại có sự kết hợp giữa đồ ăn, nạn ấu dâm và nấu linh hồn đạo Sa Tăng? Hollywood là chìa khóa để hiểu câu hỏi này. Tôi có thể nói với bạn rằng vấn đề số 1 ở Hollywood đã, đang và sẽ luôn là nạn ấu dâm. Đó là vấn đề lớn nhất của trẻ em trong ngành này. Chiếc sofa casting thậm chí còn áp dụng cho trẻ em. Ồ vâng. Không cùng một cách. Tất cả đều được thực hiện dưới tầm phát hiện. Không ai nói về ấu dâm. Đó là một bí mật lớn. Và nó phổ biến. Ồ vâng. Tôi bị bao quanh bởi họ khi tôi 14 tuổi. Bao quanh theo đúng nghĩa đen. Thậm chí chẳng biết điều đó, mãi cho đến khi tôi đủ lớn để nhận ra họ là gì và họ muốn gì, họ định làm gì và những kiểu người xung quanh tôi, cho đến khi tôi phải thốt lên, trời ơi, họ ở khắp mọi nơi như những con kền kền. Bị liệt vào danh sách đen của Hollywood nhiều năm trước, nam diễn viên người Úc Mel Gibson đã tiết lộ riêng rằng Hollywood là một ổ ký sinh trùng chuyên ăn máu trẻ em. Theo Mel Gibson, họ tắm đẫm trong máu của những đứa trẻ vô tội. Ông cũng nói rằng việc tiêu thụ máu trẻ em phổ biến ở Hollywood đến nỗi nó trở thành một đơn vị tiền tệ. Giới tinh hoa Hollywood là kẻ thù của nhân loại, liên tục hành động trái với lợi ích tốt nhất của chúng ta và phá vỡ mọi điều cấm kỵ của Thượng Đế từ trước đến nay, bao gồm cả sự tôn nghiêm của trẻ em. Đây là một bí mật mở ở Hollywood. Những người này có những giáo lý tôn giáo và tâm linh cũng như khuôn khổ xã hội và đạo đức của riêng họ. Họ có những bản ghi chép thiêng liêng của họ. Họ bệnh hoạn, hãy tin tôi đi, và họ không thể mâu thuẫn hơn với những gì mà nước Mỹ đại diện cho. Tôi không biết làm thế nào để nói cho bạn biết một cách nhẹ nhàng. Hollywood là một ổ ấu dâm đã được thể chế hóa. Họ đang sử dụng và lạm dụng trẻ em. Và hắn đây rồi. Tôi nghĩ chúng ta có thể gặp hắn trong chuyến hành trình xuống hang thỏ, con thỏ trắng. Chưa có dấu hiệu của Alice, nhưng hãy xem. Thứ mà Mel Gibson đang đề cập ở đây là thuốc adrenochrome. Cấu trúc hóa học của nó là hình dạng của một con thỏ. Và nó được tạo ra một cách tự nhiên bởi cơ thể chúng ta. Nó là một hợp chất hóa học được tạo ra bởi quá trình oxy hóa adrenaline. Trẻ em tạo ra dạng adrenochrome tinh khiết nhất khi tiếp xúc với rất nhiều sự sợ hãi. Sự lạm dụng trong nghi lễ Sa Tăng giải phóng một lượng lớn adrenochrome vào máu của đứa trẻ. Sau đó chúng bị sát hại. Uống máu này sẽ đưa thuốc này vào người và tạo ra một cơn hưng phấn dữ dội.
Bộ phim Sợ hãi và ghê tởm ở Las Vegas đề cập cụ thể đến loại thuốc này, cũng như A Clockwork Orange của Kubrick với chất Drenchrome mà nhân vật chính và băng đạn của hắn đã cho vào sữa của họ. Tuy nhiên, nó có một tác dụng nữa. Nó là một huyết thanh chống lão hóa. Nhớ rằng loại máu đó có nghĩa là các tế bào máu trẻ tiết ra một số phân tử hoặc protein giúp chữa lành cơ thể và giữ cho cơ thể trẻ trung. Khi một sinh vật già đi, sẽ mất khả năng tạo ra phân tử này. Trước đây, người ta cho rằng GDF11, một phân tử lưu thông trong máu, là suối nguồn tươi trẻ. Nhưng một nghiên cứu gần đây lại mâu thuẫn với kết quả này. Nghiên cứu mới này đã được công bố trên tạp chí chuyển hóa tế bào, cho thấy chuột già đi càng nhiều khi phân tử này lưu thông trong máu của chúng. Khi các nhà nghiên cứu tiêm vào những con chuột đang già những phân tử này, cơ bắp của chúng tự sửa chữa một cách tồi tệ hơn. Vậy là sao? Nhưng mặc dù vậy, các nhà khoa học vẫn tìm ra những nghiên cứu khác cho thấy rằng máu của trẻ thực sự có một sức mạnh gì đó rất to lớn. Các nghiên cứu khác, như một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Medicine, phát hiện ra rằng máu trẻ sẽ cung cấp năng lượng cho não của người già hơn. Các nhà nghiên cứu đã đưa chuột vào các kiểm tra tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm. Chuột già biểu hiện tốt hơn nhiều trong bài kiểm tra so với những con không có máu trẻ chạy trong tĩnh mạch của chúng. Trong một thí nghiệm kiểu Frankenstein, các nhà nghiên cứu đã khâu một chuột già với chuột non. Họ phát hiện ra rằng máu của chuột non làm trẻ hóa trái tim của chuột già. Những con chuột già bị phì đại tim, một tình trạng tim dày và viêm lên. Chỉ sau 4 tuần nhận được máu non từ con chuột kia, trái tim của chúng đã co lại về kích thước bình thường. Tất cả những nghiên cứu này chắc chắn làm bạn muốn uống một ly máu non, đúng không? Bạn sẽ trông như thế này khi dùng Adrenochrome và như thế này khi không dùng. Bạn có thực sự nghĩ rằng tất cả những diễn viên Hollywood này đều đẹp và luôn trẻ trung tự nhiên không? Có phải toàn nhờ phẫu thuật và họ không bao giờ già đi? Monster Inc. của Disney là một phép ẩn dụ cho việc khai thác và công nghiệp sản xuất và tiêu thụ Adrenochrome. Như mọi khi, họ thích che giấu điều này ngay dưới mắt chúng ta. Bức tranh của Dorian Gray là một phép ẩn dụ đơn giản khác cho việc tiêu thụ Adrenochrome. Điều này không dành riêng cho Hollywood và các chính trị gia. Nó là một thực hành đạo sa tăng cổ đại rộng lớn hơn nhiều, có nguồn gốc từ việc thờ thần Moloch hoặc Saturn. Nếu lúc này bạn chưa có bất hòa nhận thức từ trái đất phẳng, bạn sẽ có ngay bây giờ. Và tôi biết điều này rất đau đớn, nhưng là cần thiết. Bạn phải biết thế giới mà chúng ta đang sống để hiểu được sự bành trướng, sự kiểm soát và tội ác của họ. Và hãy ở đó với tôi. Tôi hứa với bạn, ánh sáng sẽ trở lại một cách rất sâu sắc trong tập tiếp theo. Tôi biết, đó là một sự thật khó chấp nhận, rằng phần lớn các ngôi sao và những người nổi tiếng mà bạn yêu mến bấy lâu thực sự đang tích cực tham gia vào nạn ấu dâm lan rộng, cũng như tra tấn và giết hại trẻ em. Và nhiều người đã lên tiếng về điều này. Elijah Wood, mẹ của anh đã bảo vệ để anh không tham gia vào các bữa tiệc Hollywood. Anh đã công khai nói rằng Hollywood có một vấn đề ấu dâm nghiêm trọng. Chris Cornell của Audioslave và Chester Bennington của Linkin Park đã cố gắng vạch trần những tội ác này và cuối cùng cả hai đều tự sát một cách thuận tiện thay. Chester Bennington là một người đặc biệt thú vị. Ban nhạc của anh ấy, logo của Linkin Park, là một biểu tượng ấu dâm bị phá vỡ. Anh ta là nạn nhân của lạm dụng trẻ em và chính con trai của người bạn của mẹ anh ta đã từng lạm dụng anh khi Chester còn là một cậu bé. Và bạn có nghĩ rằng anh ta nhìn có giống một người mà chúng ta biết không? Ồ, và nói về những khuôn mặt giống nhau, hãy nhớ đến trường hợp Madeleine McCann. Cũng vào đêm đó, ở Bồ Đào Nha, các nhân chứng đã mô tả hai người đàn ông và cảnh sát đã tạo ra các bức chân dung về họ. Hai người này có vẻ con quen phải không? Có lẽ là hai anh em. Thật buồn cười khi đám Podesta đã ở tại biệt thự Clement Freud trong cùng khoảng thời gian với vụ bắt cóc của Madeleine và ở gần nơi cô ấy mất tích. Isaac Cappy đã lên tiếng về việc Tom Hanks cưỡng hiếp anh ta. Anh ta cũng tố Steven Spielberg vì lạm dụng. Anh ta đã công khai nói rằng anh ta không có ý muốn tự tử. Ấy vậy mà người ta tìm thấy anh ta đã chết. Nhà chức trách ra phán quyết là tự sát. Nếu bạn muốn một fan hú vía, hãy nhìn vào trang Instagram của Tom Hanks. Sẽ thấy rất rõ vì ông ta có một sở thích thú vị là cuồng chụp ảnh những món trang phục bị rơi trên đường của trẻ em. Tiện nói về quần áo, có gì về các đôi giày màu đỏ vậy? Macaulay Culkin nói với chúng ta trong một cuộc phỏng vấn ở Paris, anh ấy nói, bạn đã bao giờ nhìn thấy các sản phẩm làm từ da người chưa? Nó có một cái vẻ đặc biệt rất khác thường. Tôi đã học cách nhận định được từ khi còn rất nhỏ. Tôi đã học được từ rất sớm để nhận ra ai trong số họ muốn lạm dụng tôi và ai trong số họ có những sở thích thậm chí còn đen tối hơn.
Trong một cuộc trao đổi với người máu mặt ở dưới tinh hoa Hollywood, ông ta đã bảo anh ấy hãy nhìn vào đôi giày của mình. Ông ta nói chúng được làm từ da của những đứa trẻ mà ông ta và những người bạn đã sát hại. Hắn cho biết da được làm từ da người là loại da tốt nhất mà con người biết đến. Các việc nhắc đến pizza, xúc xích, ấu dâm và adrenochrome có đầy rẫy ở Hollywood, họ đang che giấu nó ngay giữa ban ngày. Selena, em đã luôn thật ngọt ngào. Em thực sự là một fan hâm mộ chính hiệu và thật tuyệt vời vì chúng ta đã được gặp nhau. Chúng tôi biết nhau trong nhiều năm. Em đã đến nhà chị. Chúng tôi đã ăn pizza. Cô gái xinh đẹp yêu thương của tôi, chúng ta yêu pizza lắm em nhỉ? Chúng ta yêu pizza, nó quá ngon. Thật là vui. Đánh trả, gia tăng mua năm. Tôi ăn thịt trẻ em. Cháu bao nhiêu tuổi? 12. Chỉ dưới 10 thôi. Vậy thì tốt. Trẻ em và dứa. Để nói một lần rõ luôn, bạn biết đấy, đôi khi tôi có trêu chọc Joe, nhưng ông ấy đã ở bên cạnh tôi suốt 7 năm. Tôi yêu người đàn ông đó. Ông ấy không chỉ là một phó tổng thống tuyệt vời, mà còn là một người bạn tuyệt vời. Chúng tôi thân đến mức, ở một số nơi ở Indiana, họ sẽ không phục vụ pizza cho chúng tôi nữa. Này, hãy ngắm làn da như em bé và lông ngực của anh chàng này đi. Có thể được tóm tắt một cách chính xác là chưa phải là đàn ông, nhưng cũng không còn là một bé trai. Nhưng nếu muốn trở nên vĩ đại thực sự, người chủ phải chấp nhận, thổi bung nóc đi và hãy là người tố giác. Tôi phát ốm và mệt mỏi với những bí mật và những lời nói dối. Đó là biểu tượng bí mật của hội Illuminati và anh là một phần của nó. Và nó chính là cái lưỡi chế giễu này đây. Biểu tượng của cái lưỡi chế giễu và tôi phát ngán vì nó. Tôi muốn mọi người tham gia vào trò đùa này đi. Các bạn biết tôi muốn nói gì không? Trong nhiều năm nay, những người dẫn chương trình talk show, những người trên truyền hình, những người trong phim sitcom đã được chính phủ thuê để khiến bạn trạch hướng, nhằm đánh lạc hướng bạn, để làm bạn cười và những thứ như thế khiến bạn vui vẻ và ngoan ngoãn. Vậy, bạn không biết điều gì đang thực sự xảy ra. Bạn biết không, họ ra đó trong giữa rừng, đứng thành một vòng tròn, khỏa thân và họ quyết định mọi thứ. Và bạn biết đấy, vân vân và mây mây. Buồn cười vãi, buồn cười quá đi mất. Tên tôi là Roy. Và tôi đến đây với phát minh độc ác nhất cho cuộc thi tầm thế giới này. Tôi đã phát minh ra một con robot lạm dụng tình dục trẻ em. Đi nào, chúng ta hãy đi ăn một ít cá chiên, cá chiên. Đi nào, chúng ta hãy đi ăn một ít cá chiên, cá chiên. Lên đường và đi, chúng ta đi ăn cá chiên nào. Cá chiên vì không còn mì ống nữa. Oh no, chúng ta sẽ ăn một ít cá chiên. Anh muốn cả hộp? Thật á? Loại format đó là format. Vâng, Julia muốn nếm thử. Ai là ngôi sao điện ảnh yêu thích của cô? Đây, cô muốn nói chuyện với ai? Ôi, Sandy, Sandy, cô có tiền không? Cô lắm tiền lắm mà, cô có thể boa cho anh ta không? Chắc chắn tôi sẽ lấy nó. Harvey Weinstein ở đâu? Harvey! Bạn thấy đấy, những người theo thuyết Satan tin rằng họ phải tiết lộ họ là ai theo một cách nào đó. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy rất nhiều thành viên hội giáo huyền bí liên tục hiển thị biểu tượng và che giấu những thứ ẩn ngay dưới mắt chúng ta. Việc che giấu một cái gì đó giữa ban ngày để chế nhạo những người không biết cũng là một kiểu Satan cao độ. Những người hâm mộ theo dõi chỉ nghĩ rằng họ chỉ thời thượng mà thôi. Những người mua sản phẩm dành cho trẻ em và xem phim Disney và không thực sự biết biểu tượng có nghĩa gì. Logo có nghĩa gì? Tại sao Oprah lại là bạn tốt với John of God? Tại sao James Gunn, đạo diễn phim Guardians of the Galaxy, lại công khai tweet về nạn ấu dâm? Tại sao Chrissy Teigen và John Legend công khai tweet về điều này? Tại sao LeBron James lại làm dấu cho việc thờ phượng Illuminati mỗi lần trước khi thi đấu? Tại sao họ quy phục Satan muôn năm? Và tôi không muốn nghe rằng họ chỉ đang đùa giỡn.
Chẳng có gì vui ở màu hải ngớ ngẩn của Dwayne Johnson, hay những dòng tweet của James Gunn, hay những bữa tiệc pizza của Jennifer Aniston cả. Không ai lại nói về pizza như vậy. Nó chẳng buồn cười chút nào. Những người này là ác quỷ và những người này bệnh hoạn. Và họ đang cười nhạo chúng ta. Họ đang cười nhạo những con cừu chạy theo các vì sao. Họ đang cười khi họ che giấu trái đất phẳng thực sự của chúng ta và cho chúng ta thấy một quả địa cầu quay tròn ngu ngốc. Họ đang cười khi ăn cắp, quấy rối tình dục, tra tấn, giết và ăn thịt con cái chúng ta. Đây là những tội ác phi nhân tính. Và Pizzagate chưa được lật tẩy. Đừng để truyền thông chính thống và Google và Wikipedia nói với bạn điều gì khác. Sử dụng tư duy lẽ thường của bạn đi. Họ đang nói dối và tất cả đều nằm dưới quyền kiểm soát của phức hợp quyền lực gia tăng Illuminati. Cha thử xem chủ sở hữu của bọn fact checker mà xem. Quyền là một lũ mất dạy tự tôn, chẳng phải quan chức. Mà tôi hiểu rằng đây là những sự thật đen tối, khủng khiếp và khó khăn. Nhưng việc liên tục khẳng định thiên kiến của bạn bằng việc tin mỗi khi họ gắn bác một thứ gì đó là thuyết âm mưu thì chắc chắn không phải là câu trả lời. Có quá nhiều cái gọi là sự trùng hợp xoay quanh tầng lớp ấu dâm cuồng tín này, và để đạt được việc lật tẩy hoàn toàn thì đòi hỏi một cuộc điều tra toàn diện rộng lớn trên nhiều quốc gia và bởi nhiều cơ quan điều tra. Nhưng một lần nữa, chúng ta biết các cơ quan này bị kiểm soát và đồng lõa như thế nào. Bạn có thấy vấn đề mà chúng ta đang gặp phải không? Bạn có bực bội chưa? Và không, không chỉ là nước Mỹ đâu. Làm thế nào mà các chủ đề và câu chuyện giống nhau lại tiếp tục xuất hiện ở các quốc gia, các thời đại khác nhau và với những tầng lớp tinh hoa khác nhau? Thế còn Ronald Bernard, một cựu nhân viên ngân hàng Illuminati, người Hà Lan, người đã không thể chịu đựng được nữa và phải lên tiếng thì sao? Đó là khởi đầu của sự kết thúc. Khi bạn đi sâu vào những vòng kết nối này và bạn ký một hợp đồng trọn đời, không bằng máu hay gì cả, để không bao giờ tiết lộ các cái tên của công ty, tổ chức hoặc cá nhân. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao tôi vẫn còn sống. Bạn phải giữ cam kết đó, và bạn có thể nói, tôn giáo là một câu chuyện cổ tích. Chúa không tồn tại, không có, cái nào là thật. Chà, đối với những người này, đó là sự thực. Và thực tế là họ đang phụng sự một cái gì đó phi vật chất, cái mà họ gọi là Lucifer. Và tôi đã từng tiếp xúc với những vòng kết nối đó. Tôi cười nhạo được bởi vì với tôi họ chỉ là khách hàng. Có lần tôi đã đến cái nơi được gọi là nhà thờ của Satan. Vậy là giờ chúng ta đang nói về Satan giáo. Vâng, vì vậy tôi đã đến những nhà thờ này với tư cách là một du khách, ghé qua và sau đó họ đang làm thánh lễ với phụ nữ quả thân và rượu và đủ mọi thứ. Và nó khiến tôi kinh ngạc. Nhưng rồi ở một thời điểm nào đó tôi đã được mời. Đó là lý do tại sao tôi đang ngồi đây, kể với bạn tất cả những điều này. Tôi được mời tham gia vào những buổi hiến tế ở nước ngoài. Đó là điểm dừng của tôi. Bọn trẻ con. Ông được yêu cầu làm điều đó. Phải, và tôi đã không thể làm được. Còn vụ Hampstead ở Anh thì sao? Hãy lắng nghe những gì những đứa trẻ này đang nói. Does your mother do it? No. Do I do it? No. Who does it then? Papa, Mrs. Noreen, the school. Who? Parents. Tell me some more people, please. Parents, I'm interested. Parents, police. What about the teachers at school? Who's the main one? Look, Papa, Mr. Hollings, Mrs. Forsyth. Who's Mrs. Forsyth? She's the head teacher of our school. And what does she do? And she does sex. She got a big tattoo on her. And what happens in the church? And we do baby sacrifice and eat the baby. What do you mean sacrifice and eat the baby? So we kill the baby and eat it and drink the blood from it. Is that true, Gabriel? Yes. And we dance with the skulls.
Một lần nữa, giới truyền thông và tòa án lại gạt đi và nói là những lời nói dối là do người mẹ của bọn trẻ gây ra và bắt các con của cô ấy rời khỏi mẹ và giao quyền nuôi dưỡng cho người cha. Chính người đàn ông đã lạm dụng chúng và đưa chúng vào những nghi lễ sa tăng này. Hiện hai đứa đang sống ở LA với người cha và đã trở thành những ngôi sao Hollywood. Còn cách BBC che đậy Jimmy Savile thì sao? Anh ta là bạn tốt của Margaret Thatcher và Hoàng tử Philip. Chúng ta có ngu đến mức nghĩ rằng họ không biết hoặc không tham gia bằng cách nào đó không? Còn nữ hoàng Anh và gia đình hoàng gia thì sao? Tại sao vụ kiện của tòa án chống lại sự liên quan của bà ấy với những đứa trẻ mất tích ở Canada lại bị hủy bỏ và không bao giờ được tái xét? Tại sao lại có một cậu bé bị quay phim khi tình cờ đang cố gắng trốn thoát khỏi cung điện Buckingham? Tại sao Kate lại mặc áo giống như Rosemary trong Rosemary's Baby khi thông báo về đứa con của mình? Ai cũng biết rằng Rosemary sinh ra đứa con của Satan, và tại sao nhiều người mất tích trong khu rừng đen thuộc sở hữu của nhà Rothschild ở Đức, còn hoàng tử Andrew và những mối liên hệ của anh ta với Jeffrey Epstein thì sao, và những nạn nhân đang lên tiếng về ông ta thì sao? Hãy xem những gì ông ta nói trong cuộc phỏng vấn với BBC. Cô ấy đã mô tả rất cụ thể về đêm đó. Cô ấy tả về việc nhảy với ông và ông đổ mồ hôi rất nhiều và cô ấy phải đi tắm. Có một vấn đề nhỏ với việc đổ mồ hôi bởi vì tôi có một tình trạng bệnh lý đặc biệt là tôi không đổ mồ hôi hoặc tôi không đổ mồ hôi vào thời điểm đó. Và vâng, tôi đã không bị đổ mồ hôi vào thời điểm đó bởi vì tôi đã phải chịu đựng một chứng bệnh. Tôi có thể mô tả là chứng quá liều adrenaline trong chiến tranh Falklands. Đến cái tay nắm cửa cũng có thể biết rằng cái đống cồng cành lúa mè này đang nói dối. Tại sao ông ta lại được phép ngồi vào ban quản trị của MSNBC? Còn tất cả những người nổi tiếng và giới tinh hoa trên nhật ký chuyến bay của Jeffrey Epstein thì sao? Thế còn Ghislaine Maxwell, người gần đây đã bị bắt vì buôn bán người. Bạn có biết rằng bà ta là tay sai của Epstein và cha bà ta là điệp viên ba mang cho MI5, CIA và Mossad, lại là Mossad. Ông ta cũng sở hữu các hãng truyền thông của Anh. Ồ, và bạn biết một nhà khoa học vũ trụ thực sự rất nổi tiếng và được kính trọng không? Và đây, ông ta, trên hòn đảo của Epstein và trên một trong những chiếc tàu ngầm của Maxwell. Đúng rồi, Maxwell là một thủy thủ tàu ngầm và công việc phi lợi nhuận của bà ta định hướng đến đại dương. Hãy nói là nếu bạn thực sự muốn buôn bán người một cách rất kín đáo, thì một mạng lưới tàu ngầm sẽ là cách tốt nhất để đạt được điều đó. Tại sao bất cứ ai lên tiếng chống lại nhà Clinton như Anthony Bourdain cuối cùng lại tự sát? Và cái gì trong laptop của Anthony Weiner lại tồi tệ đến vậy? Bị bắt vì một tội biến thái ghê tởm khác. Máy tính xách tay của Weiner đã bị Sở Cảnh sát New York thu giữ. Nó bị cáo buộc chứa một thư mục mang tên bảo hiểm, trong đó có nhiều hình ảnh của giới tinh hoa trong các tư thế biến thái đủ cho xâm phạm tới trẻ em. Luật sư Sidney Powell đã nói 675.000 email này của Clinton khi lấy được máy tính xách tay của Anthony Weiner trong lệnh khám xét vì tất cả hành vi đồi bại tình dục của hắn. Trong đó có tất cả các email của Clinton, tổ chức của Clinton Foundation, email trong cương vị ngoại trưởng của bà ta, email của Huma Abedin. Rất nhiều người đã gửi email. Huma là đại diện cho Hillary. Vì vậy, nếu tôi là Tổng thống, một trong những điều tôi sẽ làm là yêu cầu chiếc máy tính xách tay của Anthony Weiner và đưa nó cho người đáng tin cậy nhất trong quân đội để xem xét mọi thứ trên đó và dùng những bằng chứng trong đó. Có rất nhiều thứ có thể bị truy tố. Lúc đầu, tôi không nghi ngờ gì về máy tính xách tay đó. Trên thực tế, tôi nghe nói rằng các sĩ quan cảnh sát New York đã nhìn thấy một số trong đó, dù họ là những thám tử điều tra cứng rắn, nhưng cũng đã phải phát buồn nôn. Nhiều nhân viên cảnh sát nhìn thấy những gì trong chiếc máy tính xách tay đó hiện đã chết. Nó được cho là chứa cảnh quay của Hillary Clinton và Huma Abedin, trợ lý và là vợ của Anthony Weiner, đang làm những điều không thể nói ra được với trẻ em. Đây là cách các thứ hoạt động. Ronald Bernard đã đúng khi nói lý do duy nhất mà ông ấy vẫn còn sống là vì ông không nói ra những cái tên. Khi bạn bước vào tôn giáo sùng bái Satan này, thì đó là một sự ràng buộc cả đời và bạn không được đi lạc hoặc lên tiếng vì họ đã có những cảnh quay và hình ảnh tống tiền của bạn. Đó là lý do tại sao Epstein và Maxwell rất quan trọng. Họ có các cảnh quay và bằng chứng. Và hãy nhớ rằng, đây là một trong những mục tiêu của Illuminati vào những năm 1700 để giành quyền kiểm soát. Các công ty truyền thông hàng đầu đã bị can thiệp.
Họ sẽ chôn vùi, che đậy và dối trá để bảo vệ những kẻ ở trên cao. Video này được quay bởi những người nào đó trong phòng ngủ của mình gần Sơn ở Thụy Sĩ. Cái gì đây? The Guardian đã phủ đi và bảo việc này là một trò lừa bịp. À, xin lỗi nhé. Từ bao giờ mà tờ Guardian có quyền tuyên bố kết luận hay cho bất kỳ cơ quan điều tra nào thế? Và tất cả mấy sự tôn thờ Satan và sự đồi bại tình dục này có gợi cho bạn thấy một điều gì không? Bộ phim Eyes Wide Shut của Kubrick, tôi thấy rất kỳ thú khi Kubrick đã chết trước khi bộ phim này ra mắt và trước khi ông thực hiện những cảnh cắt cuối cùng. Nhiều người hâm mộ Kubrick đã đánh giá bộ phim này không phải là một tác phẩm đúng chất Kubrick vì nó đã được chỉnh sửa mà không có sự đồng ý của ông sau khi ông qua đời, mới thuận tiện làm sao. Bạn thấy đấy, tôi nghĩ Kubrick đang cố nói với chúng ta điều gì đó và ông đã tiết lộ cụ thể rất nhiều điều với Nicole Kidman. Và cũng giống như những người còn lại đã lên tiếng và cố gắng cho thế giới thấy những gì đang che giấu dưới tầm mắt. Cuối cùng, ông đã chết trong im lặng. Tôi ngạc nhiên là chưa có ai làm gì Ricky Gervais cả. Và đây là vấn đề. Satan giáo và những điều xấu xa như vậy là có thật. Bản thân hành vi hãm hiếp và tra tấn một đứa trẻ là hành động thú tính Satan.